Hôm nay thì mình sẽ đi tiếp qua phần cái bài phần nhiễm trùng tiểu. Hình như là tụi em còn có buổi này với lại một buổi tuần sau nữa là hết rồi phải không? Qua tuần. Dạ đúng rồi chị. Là còn một buổi tuần sau nữa thì buổi sau thì chắc là mình sẽ làm bài kiểm tra cuốn trại ha. Rồi hôm nay để chị dạy cho xong cái bài này cho xong cái mục tiêu của mình. Thì chị có upload những cái bài với là bài của hôm nay với lại bài tuần trước bên chưa upload đó, chị đã upload lên rồi ha. Rồi. Để chị share cái màn hình. Rồi, tụi em thấy được slide hết không? Dạ tôi có thấy ạ. Rồi. Rồi chị bắt đầu ha. Thì hôm nay á, về cái phần cái lý thuyết về nhiễm trùng tiểu ha, mình nhớ là đọc lại cái bài lý thuyết của sách giáo khoa nha. Đến đây á, thì chị chỉ tóm tắt lại những cái ý chính, những cái gì mình sẽ ứng dụng ở trên trên thực tập lâm sàng ha. Thì mình cần phải có các bước sau. Thứ nhất là mục tiêu của mình ha, mình phải bước đầu tiên là phải xác định được là có nhiễm trùng tiểu hay không. Bước thứ hai á, là mình xác định nhiễm trùng tiểu này là nhiễm trùng tiểu trên hay dưới. Tiếp theo đánh giá nguyên nhân, biến chứng, đánh giá mức độ nguy cơ và tầm soát dị dạng đường tiết niệu nếu có. Rồi, mình sẽ đi bước qua tới bước đầu tiên, có nhiễm trùng tiểu hay không. Thì bây giờ làm sao để mà khi mà một em bé ha, tới với mình, nó có những cái triệu chứng hoặc là nó có những cái dấu chứng gì nó khiến cho mình gợi ý tới cái nhiễm trùng tiểu. Thì thực tế trên lâm sàng ha, mình sẽ thấy là triệu chứng của nhiễm trùng tiểu ở trẻ em á, nó rất là triệu chứng nó rất là mơ hồ, rất là ít, hoặc đôi khi là mình tình cờ mình phát hiện trong quá trình mình tầm soát những cái bệnh lý khác ha, thì mình tình cờ mình phát hiện thôi, chứ còn hầu hết á, trên lâm sàng nó ít khi có biểu hiện. Nếu mà nó có biểu hiện ha, thì có thể là một cái biểu hiện có thể không đặc hiệu. Ví dụ như là những biểu hiện như sốt hoặc là ói, bỏ ăn hay những cái triệu chứng đó nó không có đặc hiệu. Còn nếu như mà có những cái triệu chứng mà nó tại đường tiết niệu luôn á ha, thì cái những cái đó thì nó khá là dễ, nó giúp cho mình gợi ý được. Thì đối với trẻ nhỏ ha, trẻ càng nhỏ thì cái triệu chứng nó càng mơ hồ, càng không rõ ràng và nó có thể biểu hiện là trong một cái bệnh cảnh cấp tính như là một cái nhiễm trùng huyết hoặc là vàng da sơ sinh. Đối với trẻ nhũ nhi ha, từ 2 tháng đến 2 tuổi thì có thể biểu hiện là một cái sốt cao, bỏ ói, bỏ ăn, gợi ý một cái viêm đại bể thận cấp hoặc là một cái tiểu gắt, tiểu nhiều lần, gợi ý một cái viêm bàng quang. Trẻ lớn hơn ha, từ 2 đến 6 tuổi thì biểu hiện nó có thể khu trú rõ ràng hơn chút, như là ở nếu như mà có viêm đại bể thận cấp thì trẻ có thể biểu hiện là sốt cao, kích thích, đau bụng hoặc đau vùng hông lưng, hoặc là nếu như mà tình trạng bị viêm bàng quang thì có biểu hiện là cái tiểu gắt buốt, tiểu nhiều lần, tiểu đục, tiểu máu cuối dòng. Về tiền tiền căn ha, có thể là có một cái tình trạng sốt tới đi xé lại không rõ nguyên nhân, hoặc sốt kéo dài, hoặc các đợt nhiễm trùng tiểu đã được chẩn đoán và điều trị trước đó, thì mình cần phải khai thác kỹ các dị tật đường tiết niệu đã được chẩn đoán ha, đặc biệt là những cái dị tật mà trong giai đoạn phát hiện từ trong giai đoạn bào thai hoặc giai đoạn sau sanh, những cái bệnh lý kèm theo như táo bón hoặc rối loạn đi tiêu đi tiểu. Về cận lâm sàng thì cần mình cần làm cái gì để xác định có tình trạng nhiễm trùng tiểu hay không, thì cái xét nghiệm mà dễ nhất, mà dễ thực hiện nhất và tiện dụng nhất là cái tổng phân tích nước tiểu ha. Mình có thể làm bằng cách là mình thử que, giống như những cái que thử 10 thông số ha, hoặc là khi mà trong môi trường bệnh viện thì mình có thể làm bằng cái xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu bằng máy. Thì xét nghiệm này nó cho kết quả khá nhanh ha, giá trị cao. Thì trong cái tổng phân tích nước tiểu thì mình cần quan tâm cái gì để mình chẩn đoán nhiễm trùng tiểu? Mình sẽ cần quan tâm hai cái thông số, đó là bạch cầu và nitrit ha. Bạch cầu mà dương tính thì nó phải dương tính ở cái số lượng nhiều, ví dụ như là dương tính những cái bình thường ha, nó vẫn có một cái số lượng ít bạch cầu trong nước tiểu. Tuy nhiên khi mà nó lớn hơn cái giá trị ngưỡng tham chiếu thì mình mới xác định là nó có
bạch cầu dương tính. Thì tùy theo cái ngưỡng tham chiếu của từng xét nghiệm ha, có những cái ngưỡng tham chiếu là nó khoảng từ 10 hoặc là từ 15 trở lên thì xác định là dương tính. Tuy nhiên với cái mức mà số lượng bạch cầu như vậy á, ví dụ như là khoảng 15, 20 hoặc 40 hoặc 70, nó vẫn là một cái con số nó tương đối là nó nhỏ ha. Nó có thể là do tạp nhiễm hoặc là do quá trình lấy mẫu nước tiểu không chính xác, nó có thể làm cái số lượng bạch cầu nó ít ít như vậy. Còn những cái xét nghiệm nào mà mình thấy cái số lượng bạch cầu nó càng nhiều thì cái giá trị chẩn đoán nhiễm trùng tiểu càng cao. Ví dụ như mình thấy cái bạch cầu nó từ 100 hoặc 200 hoặc có rất là nhiều trường hợp là nó 500 con ha, thì những cái đó nó có giá trị chẩn đoán rất là cao. Cái tần số thứ hai đó là cái nitrit. Thì cái nitrit này nó gợi ý khi mà nó dương tính ha, nó gợi ý cái tình trạng nhiễm trùng tiểu là do vi trùng tiết ra cái men nitrat reductase, thường gặp ở nhóm vi trùng gram âm như là E. coli hoặc Klebsiella. Tuy nhiên á, mình phải lưu ý cái thí nghiệm nitrit này á, nó rất là dễ bị âm tính giả ha. Nên nhất là khi mà cái phương pháp lấy nước tiểu không đúng cách hoặc là cái thời gian mà lưu trữ nước tiểu trong bàng quang nó không đủ lâu ha, nó cần ít nhất là nó lưu trữ nước tiểu trong bàng quang cũng cần ít nhất là khoảng 4 tiếng, thì khi mà mình làm xét nghiệm á, thì nó mới có thể chính xác, nó mới dương tính được. Còn một số trường hợp ví dụ như những trẻ nào quá nhỏ, ví dụ như trẻ sơ sinh ha, thường là trung bình từ 2 đến 3 tiếng nó đi tiểu một lần á. À, hoặc là có nhiều trẻ mà tiểu lắt nhắt, tiểu gắt buốt á, thì nó cứ đi tiểu từng chút một như vậy á, thì đôi khi nó sẽ làm cho cái xét nghiệm nó nước tiểu nó không có đủ thời gian á, và đôi khi cái xét nghiệm nó sẽ âm tính giả. Thành ra khi mà một cái kết quả xét nghiệm nước tiểu mình thấy á, nếu mà nitrit nó dương tính đó thì càng tốt ha, nó càng ủng hộ cho mình cái chẩn đoán nhiễm trùng tiểu. Tuy nhiên nếu như mà nitrit nó âm tính á, thì mình cũng không loại trừ được ha, tức là mình không loại trừ được hoàn toàn là bé này nó mình không thể kết luận được chắc chắn 100% là bé này không có nhiễm trùng tiểu, mà mình cần phải dựa thêm nhiều cái thông số khác, thậm chí mình dựa vào lâm sàng nữa ha. Rồi thì bây giờ đây là cái giá trị xét nghiệm của tổng phân tích nước tiểu. Nếu như mà mình thấy á, ha, nếu mà một cái xét nghiệm mà nó vừa có đi bạch cầu dương tính nè, vừa có nitrit dương tính đó, thì cái tỷ lệ chẩn đoán nó rất là cao, hầu như là trên 90% ha, mình có thể kết luận được là trẻ có nhiễm trùng tiểu. Còn nếu mà chỉ một trong hai cái dương tính thôi đó, thì cái giá trị xét nghiệm nó sẽ cái độ nhạy của nó sẽ thấp hơn. Tiếp theo á, là về cái xét nghiệm thứ hai và nó cũng là cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán nhiễm trùng tiểu luôn, đó là cái cấy nước tiểu. Thì cấy nước tiểu á, nó thường nó sẽ cách kết quả nó trả về nó không có nhanh như cái xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu ha. Cái nước tiểu thì nó phải tốn thời gian ít nhất cũng trung bình từ 3 đến 5 ngày nó mới có kết quả. Những trường hợp nào á, mà nó có vi khuẩn nó mọc sớm ha, hoặc vi khuẩn nó tạo hình tương đối là đặc thù á, thì có thể là vi sinh người ta sẽ báo về cho mình trong trong độ khoảng ngày ngày thứ hai, ngày thứ ba. Tuy nhiên người ta sẽ báo ở cái dạng gọi là cấy máu sơ khởi ha, ví dụ như người ta gợi ý, người ta nói là bé này có cấy máu sơ khởi nên là trực khuẩn gram âm hoặc là ra còn khuẩn gram dương hoặc là hay là cấy nước tiểu ra trực khuẩn gram âm vân vân ha, thì người ta sẽ báo những cái gọi là cấy máu sơ khởi. Còn khi mà nó ra được rõ ràng tác nhân cụ thể thường phải tốn ít nhất đến 5 ngày nó có đầy đủ xét nghiệm, nó có đầy đủ kết quả. Rồi cái cấy nước tiểu này khi mà trả kết quả về cho mình đó, thì mình sẽ đọc những cái gì? Thứ nhất đó, là mình sẽ đọc cái tên của con vi trùng ha. Thì để làm gì? Để mà mình xác định coi thật sự là có đúng là cái tác nhân này là cái tác nhân gây nhiễm trùng tiểu hay không. Tại vì nó sẽ có những cái trường hợp đôi khi lấy nước tiểu không chính xác, không đúng đó, thì nó sẽ cấy ra những cái con mà ngoại nhiễm, thì lúc này nó sẽ làm cho ảnh hưởng cái chẩn đoán của mình. Thành ra mình cần phải coi, mình cần phải xác định cái tác nhân. Thì mình cần phải nhớ một số những cái tác nhân thường gặp ha, gây nhiễm trùng tiểu ở trẻ em. Thì lát nữa sẽ có cái phần đó chị sẽ bổ sơ, chị sẽ nói sau. Tiếp theo cái thứ hai nữa là mình sẽ đọc về cái số lượng của con vi trùng. Nếu như mà một kết quả người ta cấy ra được, người ta sẽ đếm cái số lượng
thì hả nó sẽ tùy thuộc vào cái phương pháp lấy nước tiểu ha, mà nó sẽ có những cái mức độ chẩn đoán. Thì đối với trẻ em ha, thì mình sẽ thấy là có những cái phương có những phương pháp lấy nước tiểu nào, thì nó chia ra làm hai nhóm là nhóm xâm lấn và nhóm không xâm lấn. Thì ở nhóm không xâm lấn á, thì mình sẽ thấy là có hai phương pháp, là phương pháp lấy nước tiểu giữa dòng ha, là phương pháp này là phương pháp thường gặp thường làm nhất, hoặc là mình sẽ lấy nước tiểu bằng cách dán bao. Thì đối với phương pháp lấy nước tiểu giữa dòng thì đây là hầu như là chúng ta đều có thể hình dung ra được ha. Phương pháp này mình sẽ thứ nhất lưu ý là trước khi lấy mình phải vệ sinh sạch sẽ chỗ tiểu ha, rồi sau đó mình sẽ mình có thể mình xoa bóp và mình kích thích cho trẻ đi tiểu, hoặc là nếu như mà trẻ đang mắc tiểu thì mình sẽ hứng. Nhưng mà lưu ý là mình sẽ lấy nước tiểu là nước tiểu giữa dòng, tức là mình sẽ bỏ những cái giọt đầu tiên ha, mình sẽ không lấy, tại vì những cái giọt đó nó có thể ngoại nhiễm, nó có thể dính những cái vi trùng ở gần đó và nó sẽ làm cho xét nghiệm không còn chính xác nữa. Mình chỉ lấy cái nước tiểu giữa dòng. Rồi đối với phương pháp thứ hai là phương pháp dán bao ha, thì phương pháp này nó dành cho những trẻ nào mà không thể lấy được bằng phương pháp lấy nước tiểu giữa dòng. Ví dụ như có những trẻ mà nó quá nhỏ ha, nó không hợp tác á, thì sẽ rất là khó lấy, thì mình sẽ sử dụng bằng phương pháp dán bao. Tuy nhiên cái phương pháp dán bao này nguy cơ ngoại nhiễm rất là cao. Nó có thể lấy luôn cả những cái vi trùng ở gần đó, ví dụ như là vi trùng vùng hậu môn hoặc là cơ quan sinh dục nữa nha. Thành ra cái phương pháp dán bao mình sẽ không mình ít khi mình dùng, mình lấy ít khi mình lấy cái nước tiểu đó để mà mình cấy lắm, tại vì nó sẽ không có chính xác. Đối với phương pháp xâm lấn á, thì có hai phương pháp là phương pháp lấy nước tiểu qua sông và phương pháp chọc bàng quang trên sương mù. Thì đối với những cái phương pháp xâm lấn này thì cái ưu thế của nó là nó sẽ giảm thiểu được cái nguy cơ ngoại nhiễm, tại vì nó lấy được cái nước tiểu trực tiếp từ ở trong bàng quang, nước tiểu nó không phải đi qua cái con đường nào khác nên nó ít bị nhiễm. Thì đối với phương pháp lấy nước tiểu qua sông ha, thì cũng vậy, mình sẽ vệ sinh cái đường tiểu, sau đó đặt cái xông tiểu vô, rồi sau mình rút nước tiểu ra. Còn đối với phương pháp mà chọc bàng quang trên sương mù ha, thì sau khi mình xác định cái vị trí cái sương mù ha, mình sẽ chọc cái đâm cái kim xuyên qua thành bụng, xuyên qua lớp cơ bàng quang để rút nước tiểu ở trong đó. Thì các phương pháp này cái khả năng ngoại nhiễm đó, ha, nó rất là thấp ha. Và mình lấy nếu mà cấy ra được vi trùng thì cái khả năng chính xác nó rất là cao. Thì mỗi phương pháp nó sẽ có những cái ưu nhược điểm ha. Đối với những cái phương pháp mà không xâm lấn ha, như là túi hứng vô trùng hoặc tiểu giữa dòng, mình sẽ thấy là ưu điểm của nó rất là tiện lợi, an toàn, không xâm lấn. Tuy nhiên cái nhược điểm của nó là nguy cơ ngoại nhiễm rất là cao. Còn đối với những cái phương pháp xâm lấn như thông tiểu hoặc độc chọc dài trên sương mù thì mình sẽ thấy là cái độ chính xác của nó cao, tuy nhiên cái khuyết điểm của nó là nó xâm lấn. Hiện tại trên lâm sàng cái phương pháp mà thường sử dụng nhất á, ha, là mình sẽ sử dụng bằng phương pháp lấy nước tiểu giữa dòng. Nếu những trẻ nào mà không lấy được bằng cái nước tiểu giữa dòng thì lúc đó mình sẽ hỗ trợ bằng cách mình lấy nước tiểu qua sông. Sau đó khi mà có kết quả số lượng vi trùng rồi á, thì mình sẽ biện luận như thế nào. Thì đối với những cái phương pháp mà xâm lấn thì cái số lượng vi trùng á, nó sẽ cần cần cái số lượng ít hơn ha, tức là chỉ cần có hoặc là một số lượng nhất định là đủ đủ để chẩn đoán. Ví dụ như đối với phương pháp mà chọc dò trên sương mù ha, mình thấy là chỉ cần có hiện diện ha, có hiện diện vi trùng là đã có thể chẩn đoán được nhiễm trùng tiểu, hoặc là có ít nhất là 10 mũ 3 cầu trùng gram dương thì đã có thể chẩn đoán được nhiễm trùng tiểu. Còn đối với phương pháp đặt nước tiểu qua sông ha, thì thì cần ít nhất cũng khoảng là 10 mũ 4 ha, hoặc nếu mà lớn hơn mũi mũ 5 thì cái xác suất chẩn đoán nó càng cao hơn. Còn đối với phương pháp lấy nước tiểu giữa dòng thì phải cần ít nhất là 10 mũ 5, hoặc thậm chí là mình cần càng nhiều mẫu ha, từ 2 đến 3 mẫu trở lên, đối nhất là đối với trẻ gái, tại vì nguy cơ đối với trẻ gái mình lấy cái đường tiểu nó ngắn, nguy cơ nó dễ ngoại nhiễm. Thành ra cần ít nhất cũng phải từ 2 đến 3 mẫu lớn hơn 10 mũ 5 thì cái giá trị chẩn đoán nó mới cao. Còn đối với trẻ trai á, thì cần lớn hơn 10 mũ 4. Những cái trường hợp mà nghi ngờ, tức là số lượng nó không đủ ha, thì mình có thể mình phải cấy lại nhiều lần. Rồi, tiếp theo á, là về cái
Mình sẽ qua tới cái bước thứ hai, là cái bước sau khi mình xác định được có nhiễm trùng tiểu rồi, mình sẽ bước tiếp theo mình cần xác định được nhiễm trùng tiểu này là nhiễm trùng tiểu trên hay nhiễm trùng tiểu dưới. Thì mình sẽ có phân ra làm đường tiểu trên và đường tiểu dưới ha. Đường tiểu trên là bao gồm bể thận, niệu quản, còn đường tiểu dưới thì nó bao gồm từ bàng quang tới niệu đạo đi ra ngoài. Thì nhiễm trùng tiểu trên, cái bệnh cảnh thường gặp nhất á, là viêm đài bể thận. Thành ra mình sẽ thấy á, là đôi khi á, nhiều sách vở đôi khi người ta sẽ ghi là ghi hẳn là viêm đài bể thận luôn ha. Rồi còn đối với nhiễm trùng tiểu dưới ha, cái bệnh cảnh thường gặp là viêm bàng quang. Về lâm sàng á, mình sẽ thấy là triệu chứng lâm sàng của hai cái bệnh cảnh này nó tương đối là nó khác nhau. Đối với trẻ nhiễm trùng tiểu trên ha, thì triệu chứng toàn thân sẽ chiếm ưu thế, tức là trẻ nó có biểu hiện rầm rộ, sốt cao, ha, ói lừ đừ, hoặc là nếu như mà nó bị viêm đài bể thận thì có thể biểu hiện cái là đau lưng, hoặc là nhiều trường hợp có tiền căn dị dạng hệ tiết niệu kèm theo. Đối với nhiễm trùng tiểu dưới thì biểu hiện lâm sàng của trẻ nó sẽ ít triệu chứng ha, nó không có rầm rộ, nó diễn tiến từ từ nhẹ nhàng, hoặc là nếu mà có triệu chứng thì nó sẽ là có những cái triệu chứng ở tại chỗ, như là những triệu chứng rối loạn đi tiểu, tiểu lắt nhắt, tiểu gắt buốt, tiểu đau, vân vân. Đối với và không có triệu chứng toàn thân, tức là trẻ không có sốt, và thường gặp nhiều ở những trẻ lứa tuổi lớn hơn. Về cận lâm sàng thì nhiễm trùng tiểu trên mình sẽ thấy là có tình trạng do nhiễm trùng toàn thân, nên mình sẽ thấy có bi lăng nhiễm trùng nó dương tính, bạch cầu tăng cao, HCRP tăng cao, rồi calcitonin tăng. Còn đối với nhiễm trùng tiểu dưới thì bi lăng nhiễm trùng của nó âm tính. Siêu âm thì đối với nhiễm trùng tiểu trên thì nếu như có mục đích là để đôi khi mình phát hiện được những cái dị dạng hệ tiết niệu kèm theo. Tới bước thứ ba là để xác định nguyên nhân ha. Thì nguyên nhân gây nhiễm trùng tiểu ha, 80 đến 90% nguyên nhân là do con E. coli ha. Ngoài ra mình cần phải nhớ thêm những cái tác nhân khác cũng thường gặp ở trẻ em như Klebsiella, Proteus, Staphylococcus ha, nấm nè, hoặc là những cái vi trùng mà nó thường gặp trong những cái trường hợp mà nó nhiễm trùng bệnh viện, hoặc là những cái cơ địa mà có đặt những cái dị vật ở trong đường tiết niệu ha. Mình có thể gặp cái nhóm trực khuẩn mủ xanh, Pseudomonas, Staphylococcus, Haemophilus, hoặc là những cái vi khuẩn nhiễm trùng bệnh viện nặng như là Acinetobacter ha. Rồi, cái đường gây nhiễm đó, nó có thể từ ngoài vô hay hoặc là từ ở trong nhiễm trùng huyết. Tức là mình hình dung là có thể là cái khởi phát ban đầu của nó là một cái bệnh cảnh nhiễm trùng toàn thân, nhiễm trùng huyết, rồi vi khuẩn di chuyển ở trong máu, sau đó thì nó di chuyển, nó gây biểu hiện ở đường tiết niệu ha. Hoặc là con đường thứ hai, tức là từ ngoài vào, tức là ban đầu trẻ có biểu hiện là một cái nhiễm trùng tiểu dưới, và nó thường nó quanh lỗ tiểu dưới, và nó thì từ từ nó đi ngược dòng lên gây ra nhiễm trùng tiểu trên ha. Đặc biệt là đối với những trẻ mà có cơ địa như là trào ngược bàng quang, niệu quản. Bước tiếp theo thì mình cần đánh giá cái biến chứng. Đối với nhiễm trùng tiểu ha, thì tại thời điểm nhập viện mình cần đánh giá coi trẻ có những biến chứng cấp không, như là nhiễm trùng huyết, viêm màng não, viêm nội tâm màng, áp xe thận. Cái biến chứng của nó đó, có thể ban đầu á, là nó là một cái nhiễm trùng khu trú ở đường tiết niệu thôi, nhưng mà sau đó thì vi khuẩn nó xâm nhập vào máu, nó gây vi khuẩn huyết, gây nhiễm trùng huyết, và từ nhiễm trùng huyết thì nó di chuyển tới những cái cơ quan gây nhiễm trùng ở các cơ quan, ví dụ như viêm màng não, viêm nội tâm màng, hoặc là gây áp xe thận. Thì những cái biến chứng đó mình cần phải tầm soát liền ngay tại thời điểm nhập viện. Những biến chứng lâu dài ha, rồi biến chứng mạn tính như là sẹo thận, bệnh thận mạn, cao huyết áp, tiền sản giật, vân vân, đây là những cái yếu tố nguy cơ ha. Rồi tiếp theo á, là qua cái bước thứ năm, mình sẽ đánh giá mức độ nguy cơ. Đối với nhiễm trùng tiểu á, thì thay vì mình nói là mức độ nhẹ nặng, mức độ nhẹ, thì mình sẽ dùng cái mình cần phải đánh giá là đánh giá mức độ nguy cơ. Thì những cái nhiễm trùng tiểu nào được gọi là mức độ nguy cơ cao, nó gồm có những cái tiêu chuẩn sau ha. Thứ nhất là nhiễm trùng tiểu tái phát. Nhiễm trùng tiểu tái phát định nghĩa là gì? Là có lớn hơn hoặc bằng 2 đợt nhiễm trùng tiểu trên ha, hoặc là lớn hơn hoặc bằng 3 đợt nhiễm trùng tiểu dưới. Thứ tiếp theo là những biểu hiện lâm sàng bất thường như thận to, tia nước tiểu yếu, trẻ trai lớn, tức là những nhiễm trùng tiểu nào.
thường gặp ở ở trẻ trai ha, ở những bé trai thì cái bệnh thường gặp nhất á, là cái van niệu đạo sau. Thì bình thường á, ở cái vùng niệu đạo sau á, nên nó những cái trường hợp mà nó cái nếp da nó bị gờ lên nhiều quá thì nó sẽ tạo thành cái van ha, mình gọi là bệnh lý là van niệu đạo sau. Thì cái van này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Khi mà nước tiểu á, nó chảy ra, nó gặp cái van nó sẽ bị cản trở ha, về lâu dần nếu mà mức độ cản trở càng nhiều nó sẽ bị tắc nghẽn. Và hậu quả đó là mình sẽ thấy là những trẻ đó nó đi tiểu, như là trẻ trai hay nó sẽ không có tiểu được thành vòi, mà nó sẽ bị tiểu rớt, tiểu rỉ ha. Thì đó là những cái triệu chứng mà nó gợi ý rất nhiều. Và tiếp theo sau đó là gì, khi mà nước tiểu mà nó thoát ra ngoài khó khăn, nó thoát không được đó, thì nguy cơ nó sẽ dễ bị trào ngược lên nếu mà những cái cơ địa nào mà cái cơ chế bàng quang và niệu quản đó, ha, nó bị suy yếu, có thể là bệnh lý thần kinh trước đó hoặc là những cái viêm nhiễm đường tiết niệu nhiều lần đó, ha, thì những cái cơ địa đó nó sẽ rất là dễ bị trào ngược lên. Và khi hậu quả của nó là nó sẽ gây trào ngược bàng quang niệu quản hai bên, và để tình trạng lâu dài nó có thể gây đến diễn tiến tới suy thận mạn. Rồi, cái yếu tố nguy cơ thứ ba là nhiễm trùng huyết ha, tức là những cái nhiễm trùng tiểu nào mà mình thấy đánh giá là nó có biến chứng ha, ví dụ như nhiễm trùng huyết hoặc là có suy thận, có áp xe thận, hoặc là một số năm ha, những đáp ứng điều trị bất thường không hết sốt sau 72 tiếng, những cái trường hợp đó mình nên nghi ngờ là trẻ có chị có nhiễm trùng huyết hoặc là có những cái bệnh lý kèm theo. Vi trùng gây bệnh khác E. coli, tức là mình đang đề cập tới những cái tác nhân mà nó độc lực mạnh, ví dụ như là những con Klebsiella kháng thuốc hoặc E. coli kháng thuốc, hoặc là những con Acinetobacter nên trong những trường bệnh viện. Rồi những nhiễm trùng tiểu mà có tiền căn dị dạng hệ tiết niệu chưa được khảo sát ha, đối với những trẻ nào mà chưa được những trẻ mà có kèm nhiễm trùng tiểu mà trên cơ địa mà có tiền căn dị dạng hệ tiết niệu thì mình cần phải đánh giá là nó có mức độ nguy cơ cao, tại vì ha, nó sẽ rất là dễ bị tái phát nhiều lần và cái khả năng đáp ứng điều trị của nó rất là kém. Những nhiễm trùng tiểu mà có kèm theo tăng huyết áp ha, tức là nó nằm trong cái phần biến chứng ha. Rồi siêu âm tiền sản bất thường hệ niệu ha, cái này nó cũng giống giống như cái mục số 6. Sau khi mình đánh giá mức độ nguy cơ để làm gì, thì nếu như mà những cái nhiễm trùng tiểu nào mà ở mức độ nguy cơ cao á ha, thì mình cần có cái bước tiếp theo, mình sẽ cần có một cái động thái điều trị tích cực hơn ha, theo dõi kỹ. Và sau khi mà mình điều trị ổn nhiễm trùng tiểu rồi thì mình cần phải có một cái follow, tức là mình phải theo dõi và tầm soát dị dạng hệ tiết niệu cho trẻ. Những trẻ nào mà đã có dị dạng hệ tiết niệu trước đó rồi thì đợt này mình phải tầm soát lại cái mức độ của nó diễn tiến như thế nào, có cần phải can thiệp hay không. Còn đối với những trẻ nào mà chưa từng được từng tầm soát dị dạng hệ tiết niệu gì hết thì cái đợt này nếu mình đánh giá là những bệnh tiểu có nguy cơ cao thì mình cần phải tầm soát dị dạng hệ tiết niệu. Thì mình tầm soát thì có những cái hướng, nếu như mà có thể là mình sẽ đi theo cái hướng là yếu tố nguy cơ ha, đối với những cái nhiễm trùng tiểu nào mà có mức độ nguy cơ cao thì lúc đó mình cần phải làm thêm các chẩn đoán hình ảnh để mà mình xác định các dị dạng hệ tiết niệu, như là mình chụp bàng quang niệu quản ngược dòng hoặc là chụp thêm cái xạ hình thận, hoặc là mình có thể đi theo cái con đường là mình siêu âm, mình tầm soát. Nếu như mà những cái siêu âm nào mà mình thấy bình thường thì mình sẽ phân loại dựa theo cái mức độ nguy cơ. Nếu mà những cái nhiễm trùng tiểu mà nguy cơ cao á, thì mình cần phải chụp thêm cái DMSA. Nếu như mà DMSA xạ hình thận bình thường thì mình có thể ngưng khảo sát, còn nếu như mà có bất thường, cái mũi tên này nó sẽ chỉ qua bên đây ha. Nếu mà nhiễm trùng tiểu có bất thường thì mình sẽ chụp mình sẽ làm cái bàng quang niệu quản ngược dòng. Còn nếu như mà siêu âm mà nó cũng bình thường, mình thậm chí là nó không có nguy cơ, nhiễm trùng tiểu này không có nguy cơ gì hết thì mình có thể ngưng khảo sát. Còn những siêu âm mà hệ tiết niệu bất thường ở đây là gì? Tức là có những cái triệu chứng gợi ý như là có giãn niệu quản, giãn bệ thận ha, hoặc là thận ứ nước mức độ 3, 4 vân vân, hoặc là có triệu chứng gợi ý trào ngược bàng quang niệu quản ha, tất cả những cái đó gọi là xếp vô bàng quang siêu âm bất thường,
Thì nếu như mà có thì mình cần có cho chỉ định chụp cái bàn quang điện bảng ngược dòng. Và nếu như mà thấy có trào ngược thì mình sẽ phối hợp thêm cái phim xạ hình thận DMSI, hoặc còn không trào ngược á thì mình sẽ chụp cái DTMI để mình đánh giá bất thường cấu trúc. Còn đối với những cái siêu âm mà mình thấy là nó có bất thường nhưng mà nó không có những cái giãn ha, tức là nó có những cái dị dạng đơn thuần, ví dụ như là thận đôi, thận độc nhất, hoặc là thận đặt chỗ, hoặc là niệu quản đặt chỗ, vân vân vân, nhưng mà nó không kèm theo những cái giãn niệu quản, giãn bệ thận gì hết, thì lúc này mình sẽ tùy ha, tùy theo từng trường hợp, hoặc là mình có thể phối hợp với chuyên khoa ngoại niệu để xem xét có tầm soát thêm bằng các phim bàn quang ngược dòng, hoặc là cái phim xạ hình thận để đánh giá bức thường cấu trúc. Thì đối với cái phim siêu âm hệ niệu thì cái phim siêu âm á là mình cần phải làm cho tất cả những trẻ bị nhiễm trùng tiểu ha. Cái vai trò của siêu âm trong nhiễm trùng tiểu nó có rất là nhiều vai trò. Thứ nhất là nó có vai trò trong chẩn đoán ha, ví dụ như nếu như mà nhiễm trùng tiểu trơn thì mình có thể sẽ thấy được những cái hình ảnh viêm đại bể thận, hoặc là nhiễm trùng tiểu dưới mình có thể thấy được những cái bàng quang, thành bàng quang nó dày, nó gợi ý cái tình trạng viêm bàng quang. Vai trò thứ hai là nó có thể giúp trong hỗ trợ chẩn đoán cái biến chứng, ví dụ như là áp xe thận ha, siêu âm thì nó có thể tìm ra được cái áp xe thận, nó xác định được vị trí, nó xác định được kích thước, mật độ, những cái áp xe nào mà cái mật độ mà nó không còn đồng nhất nữa, tức là nó lợn cợn không đồng nhất thì nó gợi ý, hoặc là những áp xe nào nó hóa vách ha thì nó gợi ý cái mức độ nặng. Tiếp theo á, là siêu âm nó còn nó còn giúp để tầm soát dị dạng hệ tiết niệu ha. Thì nó chỉ là nó mang tính chất là nó là bước đầu tiên trong các ở khâu để tầm soát dị dạng hệ tiết niệu. Nếu như một cái siêu âm mà nó có những cái yếu tố bất thường, hoặc là có những cái giãn niệu quản, giãn bệ thận, và tùy theo cái mức độ nguy cơ ha, thì mình từ đó mình sẽ xem xét làm thêm các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác. Thì một kết quả siêu âm đầy đủ nó phải bao gồm, thứ nhất đo cái thước thận ha, đánh giá độ dày vỏ thận, cấu trúc nhu mô, mô tả được tình trạng niệu quản, bàng quang và các bất thường khác nếu có. Tiếp theo á, là về cái phim xạ hình thận, thì phim xạ hình thận nó có hai phim là xạ hình động và xạ hình tĩnh. Thì ở mỗi phim nó sẽ có một cái ưu thế riêng. Đối với phim xạ hình tĩnh á, thì cái ưu thế của nó là nó để nó đánh giá cái sẹo thận ha. Thì những cái vùng nào mà nó giảm bắt xạ đó thì là những cái chỗ đó nó đã hóa sẹo rồi, nó không còn, tức là chỗ đó nó không, cái nơi phong thận nó không còn hoạt động tốt, nó không đảm bảo chức năng lọc thận nữa. Còn những cái vùng còn lại nó bắt xạ tốt á, thì là những cái vùng mà nó vẫn còn hoạt động. Thì cái DMSA, cái vai trò ưu thế của nó là để nó đánh giá cái sẹo thận. Ngoài ra nó cũng có thể giúp đánh giá được vị trí cấu trúc, kích thước, hình dạng của thận nữa. Và phương pháp này thường được thực hiện cách xa đợt nhiễm trùng tiểu từ 4 đến 6 tháng ha. Phương pháp thứ hai á, là phương pháp xạ hình thận DTPA, tức là xạ hình động. Tại sao nó gọi là động? Tức là nó khi mà mình chụp cái phim này á, thì mình sẽ làm chung với cái test Lasix, tức là test lợi tiểu. Tức là mình sẽ tiêm thuốc lợi tiểu cho trẻ, và mình sẽ chụp ở những các thầy đi tiểu để mục đích là mình đánh giá những cái bất thường cấu trúc trong đường tiết niệu của trẻ. Thì tùy theo cái hình ảnh trên thận đồ ha, nó có những cái pha, thì nếu như mà những cái hình ảnh nó sẽ gợi ý cho mình được cái đường biểu diễn nào là do tắc nghẽn hoặc là do bất thường, do chủ yếu là do tắc nghẽn ha, thì mình có thể ghi nhận được qua những cái hình ảnh đó. Thì cái phương pháp này á, thì mình sẽ thực hiện ở ở trong cái thời điểm, tức là sau khi điều trị nhiễm trùng tiểu xong á, thì mình có thể chụp được liền luôn, chứ không phải nhất thiết là mình đợi sau từ 4 đến 6 tháng giống như là cái phim DSA. Thì đối với cái xạ hình thận á, thì nó là một cái xét nghiệm chia khá là chuyên sâu ha, và nó cần phải phối hợp với nhiều các chuyên khoa để mình có thể đưa ra được cái chẩn đoán. Phần lớn á, là chỉ định của xạ hình thận ha, là mình sẽ phối hợp giữa chuyên khoa thận 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 với lại chuyên khoa ngoại niệu. Thường là phần lớn á, bác sĩ ngoại niệu người ta sẽ cho chỉ định này
để quyết định đó, để coi thứ nhất là để đánh giá về cái chức năng thần, đánh giá về bức tường cấu trúc, và đồng thời người ta sẽ có những cái gợi ý để người ta quyết định cái hướng phẫu thuật. Tiếp theo là cái phim chụp bàn quang địa quản ngược dòng. Thì cái phim này á là mình lưu ý á, là trước khi mà mình chụp cái phim này á, là mình phải điều trị nước tiểu cho hoàn toàn sạch sẽ, tức là nước tiểu nó phải âm tính, không có nhiễm trùng. Tại vì nếu như mà mình điều trị vẫn chưa triệt để, nó vẫn còn vi trùng á, thì vô tình khi mà mình đặt cái xông tiểu vô á, thì mình sẽ đẩy vi trùng vô và nó gây nhiễm trùng ngược dòng. Thì cái phương pháp này mình sẽ đặt cái xông tiểu vô trong cái tới cái bàng quang, rồi sau đó mình sẽ bơm thuốc cản quang vô đó. Sau đó mình sẽ chụp một cái phim X-quang bụng. Và mình chụp cũng ở ở các thùy khác nhau ha, có những cái thùy, có thùy trước khi đi tiểu, thùy lúc đi tiểu và thùy sau khi đi tiểu. Mục đích của cái phim này á, là để mình đánh giá tình trạng trào ngược. Thì đối với một cái hình ảnh một cái bàng quang bình thường ha, thì khi mà bơm thuốc cản quang vô chụp, mình sẽ thấy là thuốc cản quang nó chỉ khu trú ở trong cái bàng quang thôi ha, và cái hình ảnh của nó mình sẽ thấy là một cái hình cầu, hình tròn ha, tròn đều đặn, các thành đều đặn. Thì cái đó là cái hình bình thường. Còn khi mà những cái bàng quang nào mà nó bị trào ngược, nó bị kích thích ha, nó bị kích thích tức là sao, tức là nó lúc nào nó cũng trong cái trạng thái nó cứ co bóp liên tục, mặc dù là chưa chưa có đủ cái thể tích nước tiểu để gây phản xạ căng thành bàng quang, mà nó cứ co bóp hoài á, thì về lâu về dần nó sẽ làm cho cái thành bàng quang nó bị tổn thương. Và lúc này khi mà mình chụp cái hình đó, mình sẽ thấy người ta mô tả, hoặc là mình nhìn cái hình đó, mình sẽ thấy là cái thành bàng quang nó không còn trơn láng nữa mà nó sẽ nham nhở ha. Rồi cái kích thước của bàng quang cũng vậy, nó sẽ không còn hình 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 cầu đẹp đẽ nữa mà nó sẽ méo mó ha, nó nham nhở. Rồi những cái bàng quang nào mà nó bị trào ngược lên á, thì mình sẽ thấy là thuốc cản quang nó sẽ trào lên qua niệu quản. Thì tùy vào cái mức độ mà nó trào tới đâu á ha, thì mình sẽ thấy có 5 phân độ trào ngược bàng quang niệu quản. Nếu như mà nó vẫn còn khu trú ở cái vùng niệu quản ha, và thậm chí là nó vô tới tới đây thôi, thì mình phân độ là độ 1, độ 2, tức là mức độ nhẹ. Còn khi mà nó vô tới tận sâu trong các bể thận nè ha, hoặc thậm chí là nó gây, tức là những cái nhú thận này nè, ban đầu của nó là nó những cái góc nhọn, nhưng mà bây giờ khi mà mình thấy cái hình ảnh nó là những cái góc tù như vậy, thì là cái mức độ này là mức độ giai đoạn 5 và giai đoạn nặng nhất. Và mình sẽ thấy là lúc này là cái niệu quản nó giãn ngoằn ngoèo ha. Thì đây là những cái mức độ đó, với mức độ từ 3 đến 5 là mức độ phân độ nặng, và lúc này cần phải có can thiệp của niệu khoa. Thì cái chỉ định để mình chụp bàng quang niệu quản ngược dòng là khi nào? Thì mình sẽ chỉ định trong những trường hợp, thứ nhất là nhiễm trùng tiểu phức tạp có nguy cơ cao ha, hoặc là nhiễm trùng tiểu tái phát nhiều lần mà mình không giải thích được nguyên nhân gì hết, hoặc là ở tất cả các trẻ dưới 6 tháng tuổi, tức là những trẻ mà nhỏ tuổi á, nhỏ tháng quá ha, mà nhiễm trùng tiểu. Thì mình nên, cái này cái chỉ định này nó cũng chưa phải là chỉ định tuyệt đối ha, nó còn tùy theo từng phác đồ và hiện tại nó vẫn còn đang tranh cãi. Thì có nhiều nhiều trường hợp á, những trẻ mà dưới 6 tháng mà nhiễm trùng tiểu lần đầu á ha, mình đã cho chụp bàng quang ngược dòng luôn để mà mình tầm soát nhẹ nhàng. Thì cũng có những trường hợp mình phát hiện ra, hay mình phát hiện ra được cái bất thường. Tuy nhiên á, cũng có nhiều tranh luận á, thì người ta nói là ở lứa tuổi này mình chụp như vậy là quá sớm, tại vì bất cứ một cái thủ thuật nào ha, nó cũng sẽ có những tai biến, nó cũng có những cái xâm lấn nhất định, thì cũng tùy trường phái thôi. Thành ra mình phải tùy vào từng cơ địa của trẻ nữa ha, và từng các bệnh cảnh lâm sàng để mà mình quyết định có chụp bàng quang niệu quản ngược dòng cho trẻ hay không. Còn đối với hai cái chỉ định trên là hai cái chỉ định là bắt buộc luôn nè ha, còn những cái chỉ định ở dưới là những chỉ định tương đối thôi. Rồi, cái này là xong về cái phần tiếp cận nhiễm trùng tiểu. Đây là những cái gì mà chị đúc kết ngắn gọn lại từ cái bài lý thuyết thôi. Thì bây giờ từ cái tiếp cận này á, thì mình sẽ ứng dụng vô trong cái bệnh án luôn ha, để cho dễ hình dung. Thì đây chị sẽ trình một cái bệnh án với tụi em để cho em thêm. Và chị sẽ rồi
Đây là một bé trai ha, 6 tháng, 24 ngày tuổi. Nhập viện lý do là vì có sốt ngày 2 và kèm theo tiểu máu. Thì quá trình bệnh sử á, là cách nhập viện 3 ngày bé có được đi tiêm ngừa. Khi về thì có sốt cao liên tục 40 độ, uống thuốc không uống thuốc hạ sốt á, thì uống thì có giảm. Diễn tiến trong 2 ngày tiếp theo á, thì vẫn còn sốt cao liên tục ha, cao nhất là 39 độ, có đáp ứng với thuốc hạ sốt. Trong thời gian đó thì bé không có biểu hiện gì khác, chỉ có không ho, không khó thở, không nôn ói, có tiêu lỏng chút ít ha, không nhảy máu 3-4 lần một ngày, có kèm theo tiểu lắt nhắt lượng ít, tiểu nhiều lần, khi tiểu thì quấy khóc nhiều, nước tiểu vàng sậm hơi nâu. Thì cái ngày nhập viện thì bé vẫn còn sốt cao, la khóc nhiều, kèm theo tiểu đỏ ướt ẩm tả, tiểu ra nhiều sợi đỏ tươi, nên cho đi khám ở Tây Ninh rồi cho chuyển lên Nhi đồng 2. Tình trạng lúc nhập viện thì trẻ vẫn còn sốt cao 39 độ ha, tiểu máu, sợi đỏ tươi, ướt tả, khóc nhiều khi tiểu, mạch 150 lần một phút, nhiệt độ 39 độ C, huyết áp 90 50, nhịp thở 30 lần, chiều cao 68, cân nặng 9 kg, môi hồng, mạch rõ, chi ấm, không hồng bàng, không xuất huyết, tim đều phổi trong, bụng mềm, gan lách không sờ chạm, cầu bàng quang âm tính, các cơ quan khác không ghi nhận bất thường. Về tiền căn thì trẻ là con 1/1 sinh thường 39 tuần 5 ngày, cân nặng lúc sinh là 3,2 kg, phát triển thể chất tâm thần vận động bình thường, dinh dưỡng bình thường, bệnh lý thì chưa ghi nhận bệnh tiền căn gì trước đây, tiêm ngừa đầy đủ, gia đình thì không ghi nhận bệnh lý bất thường. Thì với cái bệnh sử này á, thì mình sẽ đặt các vấn đề ra ha, để mà mình rồi từ các vấn đề mình phải xem lại coi là bạn bạn đã khai thác bệnh sử ở đây đủ chưa, và có mình có cần hỏi thêm cái gì để làm rõ thêm về cái bệnh án này hay không ha, từ bệnh sử về phần khám và về phần tiền căn. Rồi thì sau đây chị sẽ mời một bạn để mình trả lời ha. Trâm Anh ha, thì mời bạn Trâm Anh. Alo. Ừ, rồi. Bây giờ theo em ha, với sau khi mà bệnh sử này thì theo em là em thấy là nó có những có mấy vấn đề. Dạ, em nghĩ là thứ nhất là có cái sốt cao liên tục đó. Ừ, rồi, vấn đề đầu tiên ha, mình thấy nổi bật rõ ràng nhất là cái tình trạng bị sốt cao liên tục. Sốt ngày mấy em ha? Sốt ngày 3. Ngày 3. Đối với sốt ha, mình cần phải đánh giá thứ nhất ha, là có sốt hay không ha. Sốt định nghĩa là nó lớn hơn 38 độ C và đo ở nách. Thì đối với tùy vào từng bệnh viện ha, ví dụ như đối với Nhi đồng 2 á, thì cặp bao nhiêu thì mình ghi hồ sơ bấy nhiêu, còn đối với những bệnh viện khác hoặc bệnh viện trong ngành đi qua Nhi đồng 1 mình sẽ thấy á, là Nhi đồng 1 á, nó có cộng thêm 0,5. Thành ra tùy từng bệnh viện nó sẽ có những cái quy ước khác về cái nhiệt độ, nhưng mà mình cần phải biết được là nếu mà đo đúng trên cây cặp nhiệt cặp nách từ 38 độ trở lên gọi là sốt. Cái thứ hai là mình cần phải xác định số ngày sốt để làm gì, để mà mình phân loại nguyên nhân. Thì đối với những cái sốt mà trong vòng 7 ngày đầu á ha, thì cái nguyên nhân nó thường gặp là ưu thế là cái nhóm virus nè, rồi cũng có thể là có nhóm vi trùng. Rồi còn những cái sốt nào mà sau 7 ngày thì lúc này mình không nghĩ nó do virus nữa, nên mà nó là ưu thế của nó lúc này là nguyên nhân do vi trùng. Những cái sốt mà kéo dài, định nghĩa sốt kéo dài là sốt từ 3 tuần lại trở lên ha, thì ngoài cái nguyên nhân do vi trùng thì mình cần tìm thêm cái nguyên nhân khác, như là những cái bệnh lý ác tính, những cái bệnh lý những bệnh lý ác tính, những bệnh lý tự miễn ha. Rồi thành ra cái ngày bệnh đó, cái ngày sốt nó rất là quan trọng, nó giúp mình định hướng khu trú với nhóm nguyên nhân. Rồi tiếp thì Trâm Anh ha, theo em là còn vấn đề gì khác nữa không? Dạ, bé có tiểu đỏ chị. Rồi ngoài ra bé có tiểu đỏ, tiểu Tiểu máu sợi đỏ tươi, em thấy bệnh sử mô tả là
có tiểu sẹo đỏ tươi ướt tả. Rồi tiếp theo còn vấn đề gì nữa không em? Dạ bé có cái khóc nhiều khi đi tiểu, nên em nghĩ là có cái rối loạn tỷ tiện. Hai con nít nó sẽ không có thể nào mà nó, nhất là những trẻ nhỏ, trẻ giống như gì nè, nó không có biết nói thì nó sẽ khi mà nó tiểu bao, tức là ví dụ như trẻ lớn đi thì khi mà nó tiểu bao thì nó sẽ nói được. Còn đối với những trẻ nhỏ mình sẽ thấy cái triệu chứng của nó là gì, nó tiểu rặn nè, nó quấy khóc khi đi tiểu ha, cái đó là một cái gián tiếp cho cái chuyện mà nó đang tiểu đau. Và mình gọi chung ha, mà tiểu đau, tiểu gắt nhắt, tiểu gắt buốt nè, mình gọi chung hội chứng rối loạn đi tiểu, hay còn gọi là hội chứng kích thích bàng quang á. Rồi ngoài ra còn triệu chứng gì nữa không, còn vấn đề gì nữa không? Dạ bé có cái tiêu phân lỏng vàng, không nhảy máu 3 đến 4 lần ngày, thì em nghĩ là có thể có tiêu chảy cấp rồi. Còn vấn đề gì khác nữa không hết chưa? Dạ hiện tại là em chưa thấy thêm vấn đề gì nữa. Rồi, giờ mình sẽ rà lại ha từng cái. Thứ nhất là về cái sốt, thì theo em ha, bây giờ vấn đề đầu tiên vấn đề sốt, thì bạn mô tả như vậy nó đã đầy đủ chưa? Và bây giờ em đọc như vậy thì em hình dung này là sốt, nên là sốt nguyên nhân gì, và em có cần hỏi thêm cái gì để em xác định nguyên nhân không? Dạ em thấy bé là sốt, sốt sau khi mà đi tiêm ngừa lần 3. Và có mua, mẹ có mua thuốc cho bé uống nhưng mà có giảm, nhưng mà nó chỉ giảm tới 38 độ. Sau đó thì 2 ngày tiếp theo nó vẫn có 3 đợt sốt cao, thì em không nghĩ là cái sốt này là do cái dị ứng với thuốc, bởi vì nếu dị ứng với thuốc thì nó phải có thêm mấy cái triệu chứng khác ngoài sốt. Cụ thể là gì thôi? Ví dụ như là nổi nổi mề đay da, hay là có triệu chứng hô hấp như là khó thở, thì em chưa nghĩ là do cái dị ứng với thuốc. Thì mình đối với cái sốt sau chích ngừa ha, thì mình sẽ thấy là mình gọi là cái phản ứng sau chích ngừa, nhất là đối với những trẻ nhỏ này ha, thì mỗi năm trong một mình sẽ thấy triệu chứng nó thường gặp nhất là nó sốt, tuy nhiên nó sẽ không sốt kéo dài, tức là nó sốt nhiều có thể vào ngày đầu trong vòng 24 đến 48 tiếng đầu sau chích ngừa thôi. Còn những cái sốt nào mà nó kéo dài lâu, sốt cao liên tục, đừ mệt đó, thì những cái đó mình phải đi nghĩ tới những nguyên nhân khác ha, phải tìm nguyên nhân khác liền. Thành ra bé này tới ngày thứ 3 luôn mà nó vẫn còn sốt, thành ra mình phải đi tìm và mình phải đi hỏi các nguyên nhân. Thì nó vẫn là nằm trong vòng 7 ngày đầu ha. Trong vòng 7 ngày thì mình vẫn nghĩ ra hai nhóm, là nhóm siêu vi và nhóm vi trùng. Thì đối với những cái nhóm siêu vi ấy, thì mình sẽ đi theo những cái tác nhân nào mà thường gây nhiễm siêu vi ở trẻ em nhất. Và đối với trẻ em mình cần lưu ý ba cái tác nhân ha. Thứ nhất là sốt xuất huyết, thứ hai là tay chân miệng, và thứ ba là sởi ha. Là ba cái bệnh đó. Tất nhiên là bên cạnh còn có những cái nhiễm siêu vi thông thường, ví dụ như nhiễm siêu virus hợp bào hô hấp, nó cũng có thể gây ho, sổ mũi, sốt, vân vân. Còn ba cái tác nhân gọi là ba cái bệnh mà lây nhiễm, nhiễm trùng á, ở trẻ em á, thì ba cái tác nhân vừa kể á, thì mình cần phải lưu tâm tới. Mình đi tìm những cái dấu chứng như là có những cái hồng ban, những cái bóng nước gì để gợi ý hay không ha. Rồi sau khi mình đi qua hết cái nhóm siêu vi, những cái tác nhân cơ bản đó, thì mình sẽ đi qua cái nhóm nhiễm trùng. Nhiễm trùng thì mình sẽ đi theo từng cơ quan ha. Những cái đầu tiên là hệ hô hấp ha. Hệ hô hấp là cơ quan mà gây nhiễm trùng nhiều nhất, thì mình sẽ tìm coi trẻ có bị viêm đường hô hấp trên hoặc viêm đường hô hấp dưới hay không. Cái thứ hai là đường hô hấp hay nhiễm trùng đường hô xin lỗi, nhiễm trùng đường tiêu hóa, thì có thể là một cái biểu hiện của một cái tiêu chảy nhiễm trùng rồi, hoặc là viêm ruột. Rồi cái cơ quan thứ ba là nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương ha. Trẻ có thể biểu hiện là một cái sốt kèm theo ói, đau đầu,
hoặc là lừ đừ hôn mê, tìm những cái dấu màng não. Ổ nhiễm trùng thứ tư là những nhiễm trùng ở ngoài da như là những cái mụn mủ, những cái loét da, những cái nhọt da vân vân. Nếu như mà nó nặng nó cũng có thể gây sốt ha. Cái thứ năm á, là cái mình không thể nào quên, nhưng mà lại rất là hay dễ bị bỏ sót, đó là nhiễm trùng đường tiết niệu ha. Tại vì đôi khi nó không có biểu hiện gì rõ ràng ở đường tiết niệu hết, tuy nhiên mình phải nghĩ tới, mình phải đi tìm thì nó mới ra được ha. Thì cái thứ năm là cái nhiễm trùng đường tiết niệu. Thì sau khi mà đối với trẻ này ha, sau khi mà đi hết cái những cái nguyên nhân như vậy á, thì theo em thấy là giờ em nghĩ là trẻ sốt này là do nguyên nhân gì? Có thể là do nguyên nhân gì? Dạ em nghĩ là nhiễm trùng tiểu ạ, nhiễm trùng tiểu mà có thể là nhiễm trùng tiểu trên nó gây sốt. Tức là bây giờ ha, mình coi vấn đề này, nãy giờ mình liệt kê những cái vấn đề này. Một cái sốt ngày ba nè, rồi có tiểu đỏ, có rối loạn đi tiểu, có tiêu chảy cấp ha. Thì theo em bây giờ hiện tại cái chẩn đoán em nghĩ nhiều nhất ha, nhìn những thì mình sẽ để vô cái chẩn đoán sơ bộ trước, còn những cái nào mà ít nghĩ hơn mình sẽ để trong chẩn đoán phân biệt ha. Sốt không? Rồi lần mấy em? Dạ lần đầu ạ. Rồi như biến chứng để đó ha. Bệnh kèm theo. Dạ bé có cái tiểu máu, rối loạn đi tiểu nên có thể là bị nhiễm trùng tiểu Em có dưới nữa. rồi đồng ý ha, mình có thể gom mới vô một cái nhiễm trùng tiểu dưới. Thì nó có thể là nó có hai cái này, nó có thể là hai giai đoạn này nha, có thể là hai cái riêng rẽ hoàn toàn. Rồi mình sẽ theo dõi diễn tiến để mà mình quyết định. Nhưng mà bây giờ tại thời điểm mình tiếp nhận bệnh đó ha, thì mình có thể đồng ý, mình có thể nghĩ trẻ có hai vấn đề. Rồi, còn gì nữa không? Còn bệnh gì kèm theo gì nữa không? Dạ có tiêu chảy cấp ạ. Rồi, chẩn đoán phân biệt. Bây giờ em có nghĩ tới những nếu phân biệt nào khác không? Dạ, chẩn đoán phân biệt của em nghĩ là một cái nhiễm trùng huyết dẫn đến nhiễm trùng tiểu trên. Một cái nhiễm trùng huyết dẫn đến cái nhiễm trùng trên. Thì nó vẫn chưa giải thích được hết, nó vẫn chưa giải thích được cái Cái nhiễm trùng tiểu dưới. Dạ, vậy thì có thể là cái triệu chứng nhiễm trùng tiểu trên với nhiễm trùng huyết nó khá tương tự với nhau, thì chắc em phân biệt là nhiễm trùng tiểu dưới mà biến chứng với nhiễm trùng huyết rồi. Nếu như mà cái nhiễm trùng huyết á, thì chị nghĩ em để ở cái chỗ này đúng hơn nè, chỗ cái nhiễm trùng tiểu trên mà gây biến chứng nhiễm trùng huyết nè. Đây nó sẽ phù hợp hơn. Việc á, nếu mà em muốn để em gán cho cái nhiễm trùng huyết á, thì có thể khởi phát nè, có thể khởi phát ban đầu nó là một cái nhiễm trùng tiểu dưới, rồi nó gây nó có bị biến chứng nhiễm trùng huyết, tách được cái chuyện nó sốt. Rồi còn bệnh kèm theo đó là cái tiêu chảy cấp. Muốn biết mình viết ra cái chẩn đoán đúng hay không á, dễ lắm. Sau khi mình viết cái chẩn đoán xong á, mình nhìn lại cái vấn đề của mình coi cái chẩn đoán của mình nó đã phủ hết tất cả các vấn đề chưa ha. Thì nếu như mà mình thấy có một cái vấn đề nào mà nó lọt lọt ra ngoài, nó chưa có giải thích được á, thì bây giờ phải suy nghĩ lại là cái vấn đề đó nó nằm ở trong cái chẩn đoán chính của mình hay nó có thể xếp là một cái bệnh kèm theo ha, thì mình để nó vô trong kèm theo. Cái đó là cái cách để mà mình không có bị bỏ sót chẩn đoán. Còn để mà từ cái để mà ra được cái chẩn đoán đó, tức là mình sẽ đi từ từng vấn đề trước ha, mình đi theo cái vấn đề rồi mình gom, ví dụ như mình gom lại coi nó vô được một cái hội chứng, nó có vô được một cái bệnh cảnh nào cụ thể hay không, thì mình sẽ ra được cái chẩn đoán thôi. Thì đối với cái trẻ này nè ha, cái mà mình nghĩ nhiều nhất ha, đập vô vô mắt mình bây giờ mình nghĩ nhiều nhất là một cái nhiễm trùng tiểu trên lần đầu.
Và nó sốt tới ngày 3 luôn rồi ha, mình sợ là có biến chứng nhiễm trùng huyết, mình có quyền nghi ngờ ha, nhất là đặc biệt đối với những trẻ mà 6 tháng nè, tức là đối tượng là thuộc đối tượng trẻ nhỏ nữa ha. Sốt tới ngày 3 mình cần phải lưu tâm, mình phải nghi ngờ biến chứng nó có nhiễm trùng huyết rồi. Nguyên nhân thì bây giờ cái giai đoạn này nè, mình chưa có mình chưa có cái gì trong tay hết ha, thì mình đợi cái kết quả cận lâm sàng để lát hồi mình sẽ coi coi nó có tác nhân gì hay không. Rồi bệnh cảnh kèm theo là một cái nhiễm trùng tiểu dưới, để cho giải thích cho cái chuyện mà nó bị tiểu máu, nó bị tiểu nó rối loạn đi tiểu ha. Và một cái kèm theo này nó có thể nó là một cái bệnh cảnh, nó tiêu chảy cấp này nó có thể là một trong những cái triệu chứng không đặc hiệu của nhiễm trùng tiểu trên được luôn, hoặc là nó có là một cái bệnh riêng rẽ kèm theo đều được hết. Rồi mình sẽ chẩn đoán phân biệt với lại một cái nhiễm trùng tiểu dưới. Tuy nhiên nếu mà mình chỉ nói nhiễm trùng tiểu dưới không thôi á thì mình không giải thích được cái chuyện là nó sốt ha, tại vì nhiễm trùng tiểu dưới thì nó chỉ có biểu hiện tại chỗ thôi, nó không có triệu chứng toàn thân. Thì nếu như mà một cái trẻ mà nó có sốt thì chứng tỏ lúc này là nó một một là nó có đã có biến chứng nhiễm trùng huyết, hoặc ha hoặc là nó có một cái nguyên nhân nào khác khiến cho nó sốt, có thể là do cái tiêu chảy cấp này hoặc là một cái viêm nhiễm gì ở ở ở cơ quan khác ha, đều được hết. Thành ra bây giờ đây là cái chẩn đoán ha, sơ chẩn đoán sơ bộ ban đầu của mình đối với những cái vấn đề này, thì mình nghĩ nhiều cái chẩn đoán này rồi, bây giờ phải check lại coi còn vấn đề gì khác hay không. Tiền căn thì không có ghi nhận gì hết ha, rồi sinh hiệu lúc đó là cũng không có gì, có cái mạch nó hơi nhanh ha, là có thể là do nó sốt à. Rồi ok, rồi cảm ơn Trâm Anh ha. Bây giờ tiếp theo chị sẽ mời một bạn nữa. Từ cái chẩn đoán sơ bộ này nè thì mình sẽ đề nghị cận lâm sàng nào để mà mình chẩn đoán bệnh, để chẩn đoán nguyên nhân, chẩn đoán biến chứng, chẩn đoán bệnh kèm theo và chẩn đoán phân biệt. Chị sẽ mời bạn Cao Tiến Sang ha. Alo. Dạ em nghe. Rồi bây giờ Sang sẽ đề nghị cái gì để mà mình chẩn đoán. Bây giờ bạn đang chẩn đoán sơ bộ là một cái nhiễm trùng tiểu trên ha, thì giờ em sẽ đề nghị cận lâm sàng gì? Dạ cận lâm sàng là cần rất kiện. Rồi em sẽ cho là một cái tổng phân tích nước tiểu, đồng ý ha. Trong tổng phân tích nước tiểu này em sẽ coi cái gì ở trong, em cần quan tâm cái gì? Dạ em coi là bạch cầu nitric. Sẽ coi có bạch cầu hay không, có ni tiết hay không, đồng ý. Tiếp theo em cho làm cái gì nữa để em xác định những trường tiểu? Dạ tiếp theo em sẽ để alo chị nói lại ạ. Tiếp theo tức là bây giờ em chẩn đoán nhiễm trùng tiểu đúng không, thì ngoài phân tích nước tiểu thì em còn làm thêm xét nghiệm gì nữa? À dạ là cần làm công thức máu ạ. Chưa, đang chẩn đoán cái nhiễm trùng tiểu chứ chưa có cái phân biệt, cái đó là từng phân biệt nhiễm trùng tiểu trên, nhiễm trùng tiểu dưới thì mình sẽ nói cái đó, còn bây giờ đang chẩn đoán nhiễm trùng tiểu thì em sẽ làm cái gì? Cái nước tiểu. Đồng ý ha, tiêu chuẩn vàng, tiêu chuẩn vàng là mình sẽ cấy nước tiểu. Cấy nước tiểu thì mình sẽ mong đợi cái gì ở trong? Cái nước tiểu nó chỉ có kêu là Trên cầm mình cần thì em sẽ mong đợi em nhìn thấy cái gì trong? và mình cần tìm ra được cái tác nhân, lại đếm số lượng bạch cầu. Thứ nhất là mình phải coi cái phương pháp lấy nước tiểu là phương pháp gì ha, đặc biệt đối với những đứa nhỏ nhỏ nè, những đứa mà cỡ chừng 6 tháng này nó mặc tã nè, đôi khi nó đi tiểu thành dòng không được, đôi khi người ta sẽ lấy bằng lấy nước tiểu qua sông hay sao ha, thì mình phải
hỏi lại, cái này mình có thể hỏi người nhà hoặc là mình hỏi điều dưỡng cũng được, đó là người nào mà lấy nước tiểu đó, ha, để mình phải xác định cho được cái phương pháp lấy nước tiểu, để từ đó mình mới biết được mà mình đang mong đợi cái số lượng nước tiểu bao nhiêu ha. Cái thứ hai nữa là mình sẽ quan tâm tới cái tên tác nhân ha, tên tác nhân gây nhiễm trùng tiểu. Rồi tiếp, bây giờ em phân biệt nhiễm trùng tiểu trên với nhiễm trùng tiểu dưới thì em sẽ làm cái nghiệm gì? Alo. Dạ em nghĩ là cần có làm công thức máu CRP. Mình sẽ làm tổng phân tích tế bào máu với lại CRP ha. Rồi. Mình sẽ làm CRP trước ha. Những trường hợp nào mà ví dụ như là mình làm quá sớm, CRP chưa kịp tăng á, thì có thể mình cần xác định bằng procalcitonin. Còn nếu không thì phần lớn á, giờ nó cũng ngày 3 rồi ha, thì mình có thể làm được, làm cái CRP là được rồi. Rồi tiếp. Rồi lần bệnh nguyên nhân. Giờ em sẽ làm cái gì để em chẩn đoán nguyên nhân? Dạ là em cấy. Ừ, mình sẽ cấy nước tiểu ha. Rồi hôm nãy trên đã nói rồi, biến chứng. Bây giờ hiện tại á, ha, biến chứng cấp của nhiễm trùng tiểu thì nó có, mình sợ nhất là cái nhiễm trùng huyết ha, nhiễm trùng huyết. Rồi nếu mà nhiễm trùng huyết đôi khi nó sẽ nhiễm trùng các cơ quan khác nữa. Rồi cái thứ hai nữa mình quan tâm nữa là cái gì? Cái áp xe thận, đặc biệt là đối với những cái nhiễm trùng tiểu trên ha, mình phải lưu ý cái biến chứng áp xe thận. Và cái thứ ba nữa là suy thận ha. Nếu mà nhiễm trùng tiểu trên mà mình điều trị không tích cực, không triệt để thì nó gây tổn thương thận và có thể diễn tiến tới suy thận. Thì bây giờ ba cái biến chứng đó thì em sẽ đề nghị cái xét nghiệm gì? Dạ nếu như mà Là nhiễm trùng huyết sẽ làm gì? biến chứng nhiễm trùng huyết thì cần cấy máu à. Còn có cái áp xe ở hệ niệu không thì mình siêu âm hệ niệu à. Rồi. Rồi còn suy thận. Suy thận thì mình làm cái gì? Dạ làm cái ure retinic. Về bệnh kèm theo ha, thì hôm nãy bạn đang chẩn đoán là bệnh kèm theo là một cái nhiễm trùng tiểu dưới, thì giờ mình sẽ xác định nhiễm trùng tiểu dưới bằng cách nào? Alo. À dạ. À, mình Giờ nhiễm trùng tiểu dưới mình giờ cũng dùng cái những cái triệu công. chứng của trẻ này bây giờ mình thấy là nó có tiểu máu nè, đặc biệt là người ta mô tả là tiểu này không phải là tiểu tàn dòng mà nó là tiểu dây dây ít ít cuối dòng dính tả ha, kèm theo triệu chứng là đau, tức là tiểu đau, tức là trẻ quấy khi đi tiểu đó ha. Thì những cái triệu chứng đó nó khiến cho em nghĩ tới bệnh cảnh nào? Dạ nhiễm trùng tiểu dưới. Ừ thì biết là nhiễm trùng tiểu dưới rồi, nhưng mà nó cụ thể là nó là cái bệnh gì, cái nhiễm trùng ở đâu? Ở cái chỗ bàng quang ạ. Ừ ha, cái triệu chứng nó rất là điển hình luôn, thậm chí có những trường hợp á, là triệu chứng nó không rõ ràng như vậy đâu. Cái bệnh án này chị thấy chị chọn bệnh án này tại vì nó khá là điển hình ha. Đứa bé này nó có một cái triệu chứng rất là khó chịu và nó có tiểu máu nữa, thì nó gợi ý rất là nhiều về cái tình trạng viêm bàng quang. Và những cái mà khi mà nó cái thành bàng quang khi mà nó tổn thương nó viêm á ha, thì nó sẽ tăng co bóp, nó làm cho trẻ bị tiểu lắt nhắt, tiểu gắt buốt, tiểu đau. Và những trường hợp đôi khi nó tổn thương cái lớp niêm mạc hoặc là những cái mao mạch ở thành bàng quang á, thì nó sẽ làm cho
trẻ bị nó sẽ làm cho rỉ máu ra và nó sẽ đi ra theo nước tiểu. Tuy nhiên cái lượng máu này nó không có nhiều mà nó có thể là nó là một cái tiểu máu cuối dòng thôi, chứ nó không phải là một cái tiểu máu toàn dòng ha. Thành ra cái triệu chứng này nó rất là điển hình của một cái viêm bàng quang. Thì chỗ này thì bây giờ để xác định cái tình trạng đó thì em làm cái gì? Dạ, mình vẫn dùng siêu âm được không ạ? Thì ha, mình sẽ siêu âm bụng là cái mà đơn giản dễ làm và cũng chính xác nhất để mình xác định tình trạng viêm bàng quang. Rồi, ngoài ra đối với tình trạng tiểu máu này thôi, nó cũng điển hình như vậy rồi, hơi khó nói ha. Còn những trường hợp ví dụ như nếu mà mình thấy người ta mô tả tiểu máu mà hoặc đôi khi là tiểu máu toàn dòng hoặc tiểu máu mà nó hoặc là có những cái cái màu mà nó khác biệt á, ví dụ như tiểu huyết sắc tố hoặc là màu xác xị hoặc là màu màu nâu đỏ ha, những cái trường hợp mình nghi ngờ mình không rõ ràng thì lúc này mình có thể soi cặn lắng nước tiểu thêm để mà mình xác định cái nguyên nhân tiểu máu ha. Còn những trường hợp nào mà nó quá rõ ràng như vậy thì có thể mình chỉ cần một cái siêu âm bụng và một coi một cái tổng phân tích nước tiểu là được rồi. Rồi xong, bệnh kèm theo thì còn có cái tiêu chảy cấp. Thì giờ em cần xác định em có cần làm thêm cái xét nghiệm gì không để em phân biệt cái tiêu chảy này rốt cuộc là tiêu chảy siêu vi hay tiêu chảy vi trùng, thì em có cần làm thêm cái gì không? Dạ, mình có thể soi phân lại coi công thức máu như CRP. Rồi thì mình sẽ soi phân ha, coi cho nó có nhiễm trùng hay không. Nhưng mà nhìn ở trên lâm sàng thì thấy nó cũng, tức là người ta cũng đã mô tả kỹ ha, phân này không có nhầy máu rồi thì cái khả năng nó cũng ít ha, khả năng nhiễm trùng nó cũng ít. Rồi chẩn đoán phân biệt ha, thì hôm nay bạn chẩn đoán phân biệt với lại một cái nhiễm trùng tiểu dưới biến chứng nhiễm trùng huyết và có bệnh kèm theo là tiêu chảy cấp, thì giờ mình có cần đề nghị thêm xét nghiệm gì nữa không? Nãy giờ là nó đầy đủ chưa? Em có cần em thấy có cần làm thêm gì không để mà mình chẩn đoán phân biệt? Dạ không. Ừ, ha, tương đối những cái gì xét nghiệm mình đề nghị trên đây nó cũng đã đầy đủ hết rồi ha. Rồi chị sẽ cung cấp cho em cái kết quả những cái gì em đề nghị. Rồi từ đó mình sẽ biện luận ha. Đầu tiên em đề nghị cái tổng phân tích nước tiểu. Rồi bây giờ em đọc cái kết quả này rồi em biện luận cho chị đi. Ở đây mình thấy trong phân tổng tích nước tiểu có máu, có bạch cầu tăng. Thì thấy đây có một cái bằng chứng nhiễm trùng. Tất nhiên là thứ nhất ha là có leukocyte 2 cộng là chứng tỏ là có một cái tình trạng là nó có nhiễm trùng đường tiểu. Cái mà mình cần ha, thực sự là mình cần cái này có thể là nó là một cái xét nghiệm ở ngoài phòng khám thôi. Nhưng mà cái mà mình cần là mình phải định lượng ra được bao nhiêu con bạch cầu luôn, ví dụ như là 100 hay 200 hay 500 gì đó rõ ràng ha. Chứ còn tuy nhiên cái mức độ 2 cộng này cũng là mức độ gọi là mức độ nhiều rồi. Tiếp theo coi bạch cầu xong mình còn coi cái gì nữa? Cái nitrit ha, quan trọng trong chẩn đoán nhiễm trùng tiểu là phải hai cái thông số này, cái nitrit và cái bạch cầu. Thì đối với trẻ này thì em biện luận cái kết quả nitrit của trẻ này đi. Dạ nãy chị có nói là nitrit âm tính thì cũng chưa có loại trừ được là nguyên nhân nhiễm trùng tiểu nên Thì bây giờ mình ghi nhận ha là cái đứa này là một cái nhiễm trùng tiểu nitrit âm tính ha. Tuy nhiên nó đã có một cái bạch cầu dương tính đây nè thì cũng đã đủ để chẩn đoán nhiễm trùng tiểu ha. Cái xác suất chẩn đoán này mình cũng khoảng 80 mấy đến 90% là mình có thể kết luận trẻ này có nhiễm trùng tiểu dựa trên cái tổng phân tích nước tiểu này rồi. Nếu như mà nó nitrit nó dương tính nữa thì càng tốt ha. Còn tuy nhiên nếu mà nó âm tính thì không có loại trừ. Và mình có thể giải thích được là gì? Có thể là nó phương pháp lấy nước tiểu của nó chưa có được chuẩn xác, chưa có đúng.
hoặc là thời gian mà nó lưu nước tiểu trong bàng quang á ha, chưa có đủ 4 tiếng. Rồi hoặc là gì? Hoặc là nó là một cái vi trùng mà không tiết cái men đó, thành ra hepatitis nó vẫn âm tính thôi. Rồi tiếp theo nó còn bất thường gì khác nữa? Dạ, có một cái pH nước tiểu tìm. Không, cái gì hồi nãy mà em nói nè, cái tiểu máu ha, thì nó giải thích tức là nó phù hợp với lại cái lâm sàng của nó. Bây giờ nó đang có bị những cái tiểu đỏ, tiểu cú dòng đó, thì mình xác định cái tình trạng này là cái tiểu máu chứ không phải là do cái nguyên nhân gì khác gây nước tiểu có màu đỏ ha. Và cái mức độ này ba cộng cũng là tương đối là nhiều á ha. Mình nên ha, mình nên ví dụ mình thấy cái kết quả như vậy á, mình nên tầm soát thêm. Mình nên một là mình lấy lại cái nước tiểu nữa ha, để mình kiểm tra lại cái hồng cầu trong nước tiểu. Hai á, là mình nên soi cặn lắng nước tiểu thêm để mà mình tầm soát những cái nguyên nhân tại sao mà nó tiểu máu mức độ cũng tương đối là cũng nhiều á. Tuy nhiên bây giờ đối với trẻ này thì mình chỉ có một cái kết quả này thôi. Rồi. Rồi xong, bạn nói là gì? Có đứa này thì có gì khác nữa? Đạm thì âm tính, thì có pH thì nó hơi nó hơi tăng ha. Thì nó là do cái nó do nhiều tác nhân, nó do nhiều nguyên nhân, trong đó có thể là nhiễm trùng tiểu nó cũng gây cho cái pH của nó sẽ hơi kỳ một chút. Rồi. Tiếp theo bạn đề nghị là cấy nước tiểu thì chị sẽ cung cấp cho em cái kết quả cấy nước tiểu. Thì bây giờ em hãy biện luận cái kết quả này đi. Dạ, cái nước tiểu thấy có hiện diện của E. coli, mình nghĩ là tác nhân gây nhiễm trùng tiểu đây là E. coli. Thứ hai nó là cái máu âm tính, vậy thì có khả năng là vẫn chưa có cái biến chứng là nhiễm trùng huyết. Rồi cái nước tiểu thì em biện luận chưa có đủ. Thứ nhất là gì? Là có tác nhân E. coli ha, E. coli này tác nhân này nó phù hợp với lại một cái nhiễm trùng tiểu ha, đồng ý. Mình phải nói ra được cái điều đó, tại vì sẽ có những trường hợp là em thấy em nhận cái kết quả về nó cấy ra con gì chất quốc à, ví dụ như một con của đường tiêu hóa chẳng hạn, nhất là đối với những trẻ mà có kèm theo tiêu chảy vậy nè, đôi khi bả lấy nước tiểu mà nó dính miếng phân vô thì nó cũng cấy ra những cái con không phải từ đường tiết niệu. Thì lúc này mình cần phải xác định ha, mình cần phải biết được cái nào là đúng, cái nào là sai. Cái thứ hai nữa là gì? Mình coi cái phương pháp lấy nước tiểu để mà mình biện luận cái số lượng ha. Thì bây giờ á, cái này nó tương đối cũng cũng khá là rõ ha, là nó cũng ra là 14 năm rồi, thì cho dù là phương pháp nào thì cũng là đã đủ tiêu chuẩn ha, để chẩn đoán nhiễm trùng tiểu. Tuy nhiên trên lâm sàng mình sẽ thấy có những trường hợp nó không có ra đẹp đẽ như vậy để cho mình biện luận đâu. Sẽ có những lúc nó ra 10 mũ 4 hoặc là nó ra 10 mũ 3 hay gì đó, nó rất là lỡ cỡ. Thì lúc này mình cần phải coi lại thứ nhất hai yếu tố là gì, phương pháp lấy nước tiểu là gì ha. Nếu là phương pháp lấy nước tiểu giữ dòng thì mình phải cần ít nhất là 10 mũ 5 mình mới đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán. Còn nếu như mà là phương pháp lấy nước tiểu qua sông thì cần ít nhất 10 mũ 4. Còn nếu mà là phương pháp mà chọc bàng quang trên xương mu ha, bây giờ thì hầu như không ai làm nữa ha. Tuy nhiên nếu mà phương pháp đó thì ít nhất là 10 mũ 3 ha, hoặc là có hiện diện vi trùng là mình có thể chẩn đoán. Thì cái đó là thứ nhất dựa vào phương pháp lấy nước tiểu. Cái thứ hai mình cần lưu ý nữa là gì, trẻ có được điều trị kháng sinh gì trước đó hay chưa ha. Tại những trường hợp mà đôi khi ở tuyến trước người ta đã chích kháng sinh, hoặc là trẻ có cho dù chích một liều á, nên nó cũng sẽ làm thay đổi cái số lượng vi khuẩn, thành ra lúc này mình cấy đôi khi là nó sẽ không có đủ cái số lượng ha. Thì mình phải chấp nhận thôi, cái đó là mình sẽ dựa vào nhiều yếu tố để mà mình chẩn đoán ha. Tuy nhiên mình phải biết được cái quá trình điều trị của trẻ như thế nào để mà mình giải thích được cái kết quả cái nước tiểu của trẻ nó có phù hợp hay không. Và bất cứ những trường hợp nào mà nói cái số lượng nó không đủ, không rõ ràng, hoặc là mình vẫn còn nghi ngờ, mình có quyền cấy lại ha. Rồi cái thứ hai là trẻ là có cái máu âm tính ha, chứng tỏ hiện tại tại thời điểm đó nha, thì trẻ chưa có biến chứng nhiễm trùng huyết. Tuy nhiên nếu như mà sau khi mình điều trị, mình theo dõi từ 2 đến 3 ngày mà thấy trẻ vẫn còn sốt cao liên tục khó hạ,
thì mình cần phải cái máu lại để mà mình tìm coi có biến chứng nhiễm trùng huyết hay không nha. Rồi, về xét nghiệm tiếp theo bạn đề nghị là bạn đề nghị làm tổng phân tích tế bào máu rồi CRP. Thì bây giờ chị cung cấp cho em kết quả rồi em biện luận nha. Dạ, chị có thể zoom lớn một xíu không? Zoom lên hả? Thấy không? Zoom vậy được chưa? Dạ Được. rồi. Dạ ở đây có bạch cầu và lớn hơn 20.000. Mình có nitro ưu thế. Ừ, Nhưng mà rồi. nitro Kết hợp với CRB. Rồi bây dạ giờ có CRP là trên trên 10 là ở đây là rất là lớn, thì em nghĩ nó gợi ý đến tình trạng nhiễm trùng. Bây giờ thứ nhất ha, bạch cầu CRP đều tăng cao ha, chứng tỏ là có tình trạng nhiễm trùng. Và mình kết luận được luôn là cái gì? Nhiễm trùng tiểu này là nhiễm trùng tiểu trên hay nhiễm trùng tiểu dưới? Thì tại thời điểm này Dạ là nhiễm trùng. nè, vậy em kết luận được chưa? Dạ em nghĩ là nhiễm trùng tiểu trên. Ha. Thì bây giờ với những cái kết quả này là chắc chắn ha, nó có đầy đủ để mà mình chẩn đoán đây là một cái nhiễm trùng tiểu trên, do trẻ có bi lăng nhiễm trùng ha, có triệu chứng toàn thân, có bi lăng nhiễm trùng tăng cao. Rồi tiếp theo á, là hôm nãy bạn có đề nghị á, là làm cái nước tiểu rồi cái máu rồi siêu âm bụng ure creatinine ha. Thì bây giờ trong đây có kết quả này, thì giờ em biện luận cho chị cái chức năng thận. Giờ tính ra cho chị cái độ lọc cầu thận đi, coi trẻ này có bị suy thận không. Vậy thì chờ em chút. Nhớ công thức không? Đối với trẻ này mình sẽ lấy K là bao nhiêu? Nhớ không, để chị mở lên, để chị mở cái bài lên. Rồi em đọc luôn đi, em lấy cái gì nhấn gì chia cái gì rồi em so sánh như thế nào, nhắc lại cho mấy bạn cùng nhớ đi. Giờ K ở đây là 0,45 nên cái chiều cao là Chiều cao là 68. Sao nữa? Chia cho gì? 0,45, chiều cao là 68 chia cho 38 chia cho 88,4 để đổi vị. Ra bao nhiêu? Dạ ra là 71,18. Rồi. 71,18. Ở đây trẻ từ 6 đến 12 tháng, mình coi ngưỡng là từ 49 đến 175 là ở trong ngưỡng, nghĩa là không có suy thận. Đó là chức năng thận nó bình thường theo lứa tuổi của nó. Rồi hiện tại thì không có biến chứng nhiễm trùng huyết, không có biến chứng suy thận. Siêu âm ha, mình coi nhé, cái siêu âm coi nó có áp xe thận hay là có gì gợi ý gì hay không. Thì đây là cái kết quả siêu âm, thì em biện luận cho chị cái kết quả siêu âm này đi. Dạ, siêu âm này à, cái tim thấy là dày thành bằng quang nhầy và không đều, đường kính là kích thước là 5 mm.
Thì có ghi nhận ở đây có kết luận là viêm bàng quang. Ừ. Thì Rồi. em nghĩ Rồi, giờ tức là bây giờ cái mục đích của cái siêu âm bụng là mình cần coi cái gì, thông tin gì trong đó. Và giờ em thấy cái kết quả này như vậy thì em kết luận được những thông tin gì? Trả lời lại cho chị đi. Vai dạ trò là trong nhiễm trùng tiểu gồm những vai trò gì? dạ ở đây là có vai trò siêu âm, là có vai trò chẩn đoán, nó không có. Ừ, thứ nhất là vai trò chẩn đoán thì bây giờ cái này nó thể hiện ra được rồi ha. Thứ nhất là có viêm bàng quang, cụ thể là người ta mô tả là thành bàng quang dày không đều, ngang chỗ dày nhất là 5 ly. Rồi vai trò thứ hai là vai trò gì? Dạ là tầm soát có dị dạng Tầm soát dị dạng hay tiết niệu. Thì bây giờ hiện tại là có cái gì gợi ý không? ở đây hiệu quả hai bên không là nhà hai thận cũng không ứ nước, là không có gãy gì, chỉ có cái bất thường ở bàng quang nè. Tức là về về những cái giãn giãn bệ thận, giãn niệu quản này nọ thì không có gì hết ha. Trong đây nó mô tả là thận bình thường này, không ứ nước, niệu quản không giãn gì hết. Thành ra về cái mặt mà dị dạng thì không có. Rồi cái vai trò thứ ba là gì? Tầm soát biến chứng. Thì giờ hiện tại là cái này nó có gợi ý biến chứng gì hay không? Chắc không. Ừ ha. Rồi kết luận thì bây giờ hiện tại cái siêu âm bụng này nó có một vai trò duy nhất là nó kết luận ra được cái viêm bàng quang. Rồi ok. Rồi ngoài ra những cái xét nghiệm khác thì đứa này cũng có được làm cái cận lăng nước tiểu nè ha, giống như nãy chị nói do cái hồng cầu của nó ba cộng á nhiều quá. Và nên mình cần phải tìm những cái nguyên nhân, một là mình làm xét nghiệm lại nước tiểu kiểm tra lại, hoặc hai là mình sẽ làm soi cận lăng nước tiểu để đánh giá kỹ hơn. Thì người ta ghi nhận hồng cầu cũng ít thôi, nó có một cộng thôi và nó không có những cái trụ hoàng, trụ hồng cầu, trụ bạch cầu gì hết. Thành ra cái tình trạng tiểu máu này mình vẫn nghĩ ha, do những cái nguyên nhân mà không phải từ cầu thận. Và cụ thể ở đây là có mình nghĩ nhiều nhất là cái bàng quang. Rồi ngoài ra để coi lại còn đề nghị gì nữa không. Soi phân ha, soi phân thì đứa này nó không có được làm nha, thành ra chị không có kết quả đưa cho tụi em coi. Hết rồi ha. Rồi những cái xét nghiệm hết rồi. Còn ở trong đây á, có những cái người ta làm một cách vô lý, ví dụ như người ta làm C3 C4 chị cũng không biết là tại sao làm nữa. À, thành ra thôi mình không không cần quan tâm mấy cái đó. Rồi bây giờ sau khi rồi cảm ơn em ha. Chị mời một bạn nữa đi. Sau khi mà bạn đã biện luận về lâm sàng, cận lâm sàng đầy đủ hết rồi thì bây giờ một bạn đưa ra cho chị cái những cái kết luận về những cái vấn đề, để từ đó mình đưa ra cái chẩn đoán xác định cuối cùng nha. Chị mời Nguyễn Thị Nga ha. Alo chị ơi, em nghe chị. Rồi bây giờ sau khi bạn biện luận như vậy rồi thì em rút ra được có những vấn đề gì? Dạ thưa chị, là em nghĩ là ở bệnh nhân này mình có những vấn đề là nhiễm trùng đường tiểu trên, à, nhiễm trùng đường tiểu dưới ạ. Tại sao nhỉ? Dạ tại em sau khi mà có những kết quả cận lâm sàng như vậy thì như nãy chị. Dạ. Ừ, thì em nói đi, em nói tiếp đi. Thì em nghĩ là ở đây thì tuy là cái CRP của mình rất là cao và công thức máu thì có bạch cầu lớn hơn 20.000, nhưng mà em thấy kết quả siêu âm của bệnh nhân thì
không, cái phần thận không, cái bình thận bình thường, chủ mô thận bình thường và liệu quản thì không giãn, chỉ có thành bàng quang dày thôi, và cặn nước tiểu thì bạch cầu cũng ít nữa, nên là em nghĩ là cái này là nhiễm trùng đường tiểu dưới ạ, còn em không chắc chắn là có nhiễm trùng tiểu trên hay không ạ. Cái này là do mình bị ôm lý thuyết nhiều quá á. À, để chị phân tích lại cái suy nghĩ của em. Tức là tại vì em cứ em sau khi có đầy đủ hết á thì em lại dựa em bám là vào cái siêu âm để em đưa ra cái chẩn đoán, thì chị thấy là nó không có được phù hợp ha. Tại vì mình phải hình dung đứa này nè, bây giờ chị mới kêu em nêu vấn đề ra là như vậy á, thì bây giờ em thấy là nó có những vấn đề nào, rồi sau đó mình mới sẽ đắn đo, mình suy nghĩ, mình lựa chọn cái vấn đề nào là cái vấn đề chủ yếu của nó để mà mình đưa lên cái chẩn đoán xác định bệnh. Ừ, thì bây giờ em nêu lại cho chị vấn đề đi, đứa này nó có những vấn đề nào. Vấn đề của bệnh nhân này có là sốt ngày 3, tiểu đỏ, rối loạn đi tiểu và tiêu chảy cấp. Tức là sau khi đã có cận lâm sàng luôn rồi đó, chứ giờ mình không có nhắc lại những cái vấn đề cũ nữa, thì giờ mình xác định ra được là chị có vấn đề gì. Là nhiễm trùng đường chiều trên và nhiễm trùng đường dưới ạ. Rồi, nhất là em thấy là thứ nhất là nó có nhiễm trùng chỉ trên, dựa vào đâu, tại sao? Dạ, nhiễm trùng đường tiểu trên là do bạch cầu lớn 20.000 và CRP lớn hơn 10 ạ, thì mình nghĩ nhiều đến nhiễm trùng tiểu trên ạ. Tức là thứ nhất là nó phải có biểu hiện, có phải có nhiễm trùng tiểu đã, tức là nó bạch cầu nước tiểu ha, để mình xác định cái chuyện nó có nhiễm trùng tiểu. Và cái thứ hai nó nhiễm trùng tiểu trên là vì mình thấy là nó có bi lăng nhiễm trùng dương tính, nó có triệu chứng toàn thân ha, tức là trẻ có sốt cao nè, thì cái đó, tất cả những cái đó để mình hỗ trợ mình biện luận cho cái nhiễm trùng tiểu trên. Rồi tiếp theo một cái vấn đề nữa em ghi nhận là cái gì, thấy em đó Dạ, nhiễm trùng đường tiểu dưới á. rồi dựa vào đâu, dựa vào những Dạ chị, nhiễm trùng đường tiểu dưới là bệnh nhân có hội chứng kích thích tiểu, kích bàng quang rối loạn đi tiểu ạ. chứng lại tiểu rồi còn gì nữa, chị ủng hộ cho cái những cái chuẩn. Có sốt ạ Nhiễm trùng tiểu dưới nó và có gặp có và siêu âm bệnh nhân có bàng quang dày thành bàng quang ạ. bây giờ xuống nói cái nhiễm trùng tiểu dưới là mình không nhắc cái chuyện gì sốt nữa, tại vì nhiễm trùng tiểu dưới là nó không có triệu chứng toàn thân, có triệu chứng tại chỗ thôi ha, thì nó đã có triệu chứng tại chỗ rồi. Và cái thứ hai là bây giờ siêu âm có một cái để xác định khẳng định lại là nó có viêm bàng quang rồi, được chưa? Rồi xong, vâng, xong vấn đề thứ hai, còn vấn đề nào khác nữa không? Em nghĩ là bệnh nhân này có một cái nhiễm trùng huyết ạ. Dựa vào đâu ha? Dạ, nên lại mình vừa nói là mình có bệnh nhân có sốt, có biểu hiện lâm sàng, triệu chứng toàn thân và Cái máu dư âm tính mà, dạ. nhưng mà đứa này cái máu âm tính mà, giờ em chẩn đoán nhiễm trùng huyết phải dựa vào gì, lâm sàng, cận lâm sàng ha. Đứa này đồng ý là lâm sàng của nó rất là gợi ý, tại vì nó đang sốt cao liên tục 3-4 ngày và 9-40 độ luôn, ở một cơ địa trẻ nhỏ tháng như vậy ha, 6 tháng tuổi, thì hả, lâm sàng của nó mình rất nghi ngờ. Tuy nhiên về cận lâm sàng ha, mình xét nghiệm ra cận lâm sàng của nó âm tính, cái máu nó âm tính, thì giờ sao? Tức là nó không, hiện tại nó chưa có biến chứng nhiễm trùng huyết tại thời điểm này nha. Chứ còn sau đó nếu mà nó còn sốt hay còn gì thì có thể mình cấy lại thì nó dương, thì là cái chuyện đó là chuyện lúc sau. Còn bây giờ tại thời điểm này á thì là nó chưa có gì của nhiễm trùng huyết hết, tức là nó chưa có bằng chứng của nhiễm trùng huyết. Ừ. Rồi, còn gì nữa không? Lúc này còn vấn đề gì tồn đọng nữa không?
Dạ thưa chị, em nghĩ là hết rồi. Còn cái tiêu chảy em để đâu ha? Cái tiêu Em chảy là cái mà nãy giờ mình vẫn chưa có đề đụng đụng chạm gì tới đó, là thì giờ mình cứ để đó, đó là một cái bệnh kèm theo ha. Thì nếu mà tụi em học tiêu hóa hay gì đó thì mình đi đi sâu thêm là tiêu chảy vi trùng virus gì đó. Nhưng bây giờ hiện tại trong cái bệnh cảnh án bình án này á, thì nó là một cái bệnh kèm theo, giờ nó vẫn mình vẫn để đó là một vấn đề. Rồi xong chưa, hết vấn đề rồi ha. Thì bây giờ sau khi mà mình nhìn lại, sau khi mình ra được cái vấn đề rồi đó, thì mình sẽ nhìn lại coi nó, mình phải coi ba cái vấn đề của mình nè. Bây giờ cái nào là cái chủ yếu nhất của cái đứa trẻ này, dạ em nghĩ là cái nhiễm trùng kiểu trên ạ. tại sao? Dạ em nghĩ là cái nhiễm trùng kiểu trên thì nó sẽ Và nhiễm trùng tiểu dưới thì hai cái bệnh đó, cái mức độ á, cái mức độ nặng, mức độ mà cái thái độ xử trí của mình á, thì cái nào mà nó nặng hơn? dạ là nhiễm trùng kiểu trên ạ. Đối với một trẻ ha, nếu mà mình thấy nó vừa, tại vì cái bệnh án này nó rất là hay, nó vừa có hai, nó đi hai hàng gì đó ha, thì mình phải biết mình quan tâm cái nào nhiều hơn ha. Đối với nhiễm trùng tiểu trên á, thì cái thứ nhất là nguy cơ, cái mức độ của nó nặng hơn nè, cái nguy cơ biến chứng của nó nhiều hơn, và cái thứ ba nữa là cái thái độ xử trí của mình nó phải tích cực hơn. Thành ra mình phải ưu tiên, mình phải để cho nó lên trên, mình đưa nó vô cái chẩn đoán của mình là cái đoán xác định luôn là nó là một cái nhiễm trùng tiểu trên ha. Còn nữa hả, cái nhiễm trùng tiểu dưới á, lúc này nó có thể chỉ là một cái bệnh song song, một cái bệnh đi kèm theo. Thành ra mình sẽ để nó ở trong cái phần bệnh lý nè. Thể nào mà một trẻ mà nó sốt rùng như vậy á, mà mình đưa lên cái chẩn đoán nhiễm trùng tiểu dưới lên lên đường, thì hả mình sẽ cái thái độ gắn nữa, cái phần xử trí của mình sai luôn á. Ha. Rồi tiếp theo kèm theo là gì, chạy cấp ha, thì vẫn để vậy. Rồi giờ lần bệnh ha, lần mấy? Dạ lần đầu ạ. Lần đầu giữ ha. Nguyên nhân thì giờ chỗ này mình chỉ có gì, Dạ nguyên nhân là do nhiễm E. coli ạ. cứ lấy ha, biến chứng. Dạ hiện tại thì bệnh nhân chưa có biến chứng ạ. Chưa có biến chứng. Rồi chẩn đoán phân biệt thì giờ hiện tại á, mình có quyền ha, mình có thể là mình có quyền mình bỏ được cái chẩn đoán phân biệt lúc này luôn, để mình chỉ giữ cái chẩn đoán này và mình tiếp cận, mình hướng xử trí của mình theo cái này. Chứ còn nếu mà mình điều trị theo hướng nhiễm trùng kiểu dưới đó, thì mình sẽ sai rồi, nó sẽ gây biến chứng rất là nhiều. Thì lát hồi tới cái phần xử trí thì chị sẽ nhắc lại ha, để cho mình cái mức độ, cái thái độ xử trí của mình đối với những bệnh nào. Rồi cảm ơn em ha. Rồi sau khi mà mình đưa ra được cái rồi á, thì tới cái hướng xử trí ha, thì chị sẽ nhắc về cái hướng xử trí. Thì đối với nhiễm trùng tiểu trên và nhiễm trùng tiểu dưới á, hai cái bệnh cảnh này á, hướng xử trí và cái thái độ tiếp cận của mình nó khác nhau. Đối với nhiễm trùng tiểu trên á, thì mình phải tích cực ha, điều trị tích cực cho trẻ nhập viện, điều trị bằng kháng sinh đường tĩnh mạch. Còn đối với nhiễm trùng tiểu dưới á, thì là mình sẽ không chưa chưa cần nhập viện. Chỉ những trường hợp nào mà nó có dị dạng hay tiết niệu mà cần phải tầm soát gì đó thì có thể nhập viện thôi, chứ còn hầu hết nhiễm trùng tiểu dưới á, thì mình có thể điều trị ngoại trú ha, mình sẽ dùng kháng sinh uống ha. Cái đó là hai cái hướng xử trí mà mình cần phải nêu cho ra được. Rồi sau đối với nhiễm trùng tiểu trên, sau khi nhập viện chích kháng sinh thì mình sẽ theo dõi diễn tiến như thế nào. Mình sẽ cho chích kháng sinh đường tĩnh mạch ha, thế hệ thứ ba. Mình theo dõi trong vòng từ 48 cho tới 72 giờ.
mình sẽ theo dõi thứ nhất về lâm sàng ha, về coi trẻ còn sốt hay không ha, có cải thiện cái triệu chứng sốt hay không. Cái thứ hai, cái cải thiện cái triệu chứng ở đường tiểu hay không, coi trẻ này ban đầu nó có tiểu đau, tiểu quấy nè, tiểu đỏ nè, thì mấy ngày sau coi nó có hết những triệu chứng đó chưa ha. Về cận lâm sàng thì mình kiểm tra lại công thức máu CRP, tổng phân tích nước tiểu. Và nếu như mà sau 3 ngày nếu mà mình thấy những cái đó đều đáp ứng cải thiện tốt ha, thì mình kết luận đây là một cái nhiễm trùng tiểu mà nó có đáp ứng với thuốc, thì lúc này mình có quyền ha, mình sẽ ngưng kháng sinh đường chích đường tĩnh mạch và mình chuyển qua kháng sinh uống, và tổng thời gian điều trị trung bình từ 10 đến 14 ngày. Lưu ý đối với những cái cơ địa mà có dị dạng nhiều ha, ví dụ như giãn niệu quản nhiều ha, thì cái thời gian dùng kháng sinh chích có thể kéo dài hơn, có thể từ 5 đến 7 ngày. Rồi, còn nếu như mà trường hợp sau 48 đến 72 giờ mình kiểm tra lại về lâm sàng và cận lâm sàng nó đều không cải thiện, trẻ vẫn còn sốt cao liên tục ha, rồi nước tiểu vẫn còn xấu, kiểm tra lại công thức máu CRP vẫn còn tăng cao, thì lúc này mình cần phải đi tìm biến chứng ha. Mình cần phải lặp lại, mình đi tìm lại coi có những cái biến chứng gì kèm theo hay không. Lúc này mình phải tầm soát coi có nhiễm trùng huyết hay không bằng cách mình cấy máu lại, cấy nước tiểu lại. Rồi mình tìm coi có áp xe thận hay không bằng cách mình siêu âm kiểm tra lại. Rồi mình đánh giá chức năng thận có suy thận gì hay không. Đồng thời mình sẽ, thời điểm này nó cũng đã có kết quả của kháng sinh đồ về, thì mình sẽ đổi kháng sinh hay dựa theo kháng sinh đồ. Còn nếu như mà không có kháng sinh đồ thì mình sẽ đổi kháng sinh theo kinh nghiệm ha, tức là mình từ sofa 3 mình sẽ lên sofa 4 hoặc là mình chuyển qua cái nhóm các ba bên em. Rồi, về nhiễm trùng, còn đó là đối với nhiễm trùng tiểu trên, còn đối với nhiễm trùng tiểu dưới á, thì mình sẽ cho kháng sinh đường uống ha, nhóm cephalosporin thế hệ thứ hai, và mình cũng sẽ theo dõi cho uống trong vòng 5 đến 7 ngày cho tái khám lại kiểm tra nước tiểu, theo dõi những cái triệu chứng lâm sàng. Nếu mà bất cứ khi nào mà trẻ có sốt lên ha, hoặc là nhiễm trùng nặng lên thì sẽ cho nhập viện, còn nếu mà có đáp ứng tốt á, thì mình cho uống tiếp tục, tổng thời gian điều trị cũng trung bình từ 10 đến 14 ngày. Rồi, cái đó là về tất cả những cái tiếp cận, rồi những cái về hướng dẫn về bệnh, hướng dẫn xử trí ha, chẩn đoán xử trí và theo dõi của những trùng tiểu. Thì bài hôm nay là kết thúc rồi đó, thì tụi em có thắc mắc gì hay không ha? Dạ chị, chứ em hỏi là cái chỗ lưu đồ mà tầm soát dị dạng hệ tiết niệu, chị, lúc mà mình ra là siêu âm hệ niệu bình thường nhưng mà bé đó có nguy cơ cao thì mình vẫn tầm soát cái, mà em thấy là mình làm cái DMSA trước chứ không phải là VC, chứ không phải là làm cái bằng nguyên liệu đảo chị. Cái lưu đồ này đó chị không biết là tại vì á, biết cái lưu đồ này ra nó khiến cho tụi em bị rất là bị rối. Nhưng mà thực tế trên mình tại vì nó sẽ còn tùy thuộc vào từng bệnh nhân nữa và từng cái chỉ định của bên khoa niệu nữa. Ví dụ như ha, đối với một trẻ mà mình thấy là nó có biểu hiện nó giãn nhiều nè, khi mà nó giãn tức là sao, là nó có một cái tắc nghẽn ha, cái đường thoát nước tiểu nó ra nó đi không có được á, nó bị tắc nghẽn thành ra nó ứ động ở đó về lâu về dài, thì nó sẽ làm giãn điệu quản trước, rồi nó bắt đầu nó mới giãn tới cái bể thận, nó gây thận ứ nước ha. Thì ha, tùy vào từng cái cơ địa như vậy thì mình nghi ngờ cái vị trí của nó ở đâu thì mình sẽ biết được mình cho mình làm cái chẩn đoán hình ảnh nào tại thời điểm đó. Ví dụ như những cái trường hợp nào mà nó giãn mà mang tính chất là giãn đối xứng hai bên ha, ví dụ như là giãn niệu quản cả hai bên nè, rồi giãn bệ thận cả hai bên thận ứ nước mức độ nhiều từ 3-4 ha, rồi niệu quản thì giãn ngoằn ngoèo, bàng quang á, thì mình thấy nham nhở ha. Thì một cái siêu âm mà người ta mô tả như vậy á, thì trong đầu mình phải hình dung ra được gì, cái vị trí tắc nghẽn của nó là nó ở đâu, nó sẽ ở phía dưới, tức là nó càng về phía dưới cái vùng mà cái bàng quang hoặc cái chỗ niệu đạo ra ngoài á, nó tắc nghẽn ở đó. Chính vì nó tắc nghẽn ở đó thì nước tiểu nó không thoát ra được, nó cứ ứ ở trong bàng quang, rồi bàng quang nó gây trào ngược lên niệu quản, thành ra hả, nó làm niệu quản nó giãn ra, rồi hả, nó giãn được thời gian, rồi bắt đầu nó vẫn cứ tiếp tục, nó cứ trào ngược hoài thì nó sẽ làm tới cái bể thận nó giãn ha. Thành ra khi mà mình thấy mà những cái hình ảnh mà nó mang tính chất
mà nó tổn thương nhiều như vậy và nó mang tính chất là hai bên, thì chứng tỏ cái vị trí tổn thương của nó là nó ở phía dưới, càng về dưới, tức là cụ thể là cái chỗ mà từ bàng quang niệu đạo đi ra ngoài đó. Và nếu mà là trên cơ địa là bé trai nữa thì cái chẩn đoán đầu tiên mình nghĩ là cái van niệu đạo sau. Thì lúc này cái phản xạ của mình là gì? Mình cần phải tìm là mình cần tìm cái trào ngược. Ha, tại vì lúc này cái cơ chế, lúc này cái nó đường đi của này chắc chắn là nó đang bị trào ngược. Thì lúc này mình sẽ quyết định cái việc mình chụp á, là mình sẽ chụp cái VCUG, tức là cái phim bàng quang ngược dòng liền, để mà mình xác định trào ngược. Thì trong thời gian mình điều trị, mình chụp cái phim đó đó, một số trường hợp là bác sĩ niệm người ta có thể đề nghị vừa chụp cái phim UV kèm theo cái phim UIV nữa. Phim UIV á, là phim nó đi theo chiều thuận, tức là nó cũng là bơm thuốc cản quang, nhưng mà nó sẽ bơm vô cái đường máu, đường tĩnh mạch của mình á, rồi nó sẽ thải qua cái thận. Thì cái đường đi của thuốc á, thì nó sẽ hướng từ trên xuống, tức là từ thận xuống dưới niệu quản, xuống dưới bàng quang ha. Nó ngược lại với lại cái phim bàng quang ngược dòng. Phim bàng quang ngược dòng là cái chiều của thuốc nó sẽ đi từ dưới lên, nếu mà nó có trào ngược ha, thì cái chiều nó sẽ đi từ dưới lên. Thì hả, tùy vào cái chẩn đoán mình nghĩ gì nhiều nhất, mình sẽ cho đề nghị cái phim đó, mục đích để mình là tìm cái trào ngược ha, thì mình sẽ chụp cái phim VCUG. Còn nếu như mà sau khi chụp phim VCUG xong rồi, mình xác định được thật sự là nó bị trào ngược ha, mình cần một cái để mà mình xác định cái vị trí tắc nghẽn, cái tổn thương tắc nghẽn của nó, thì lúc này mình sẽ cần thêm vai trò của cái DTPA. Và mình chụp cái DTPA lên, cái xạ hình thận lên để mà mình xác định cái tắc nghẽn. Còn nếu mà đối với những cái trường hợp khác, ví dụ như là nó không có bị hai bên mà nó bị có một bên, hoặc thậm chí là những cái nó cứ bị nhiễm trùng tiểu, nó bị nhiễm trùng tiểu tái đi tái lại nhiều lần ha, và thường nhiễm trùng tiểu trên nữa, rồi mình thấy siêu âm ha, siêu âm là nó thận ứ nước một bên đó, hoặc đôi khi có hoặc không có kèm theo giãn niệu quản bên đó. Thì lúc này cái khiến cho mình hình dung cái hình ảnh lúc này, nó có thể là một cái tổn thương ở cái vùng thận đó ha, do cái tình trạng nhiễm trùng tiểu tái đi tái lại nhiều lần. Thì lúc này á, cái mình vẫn nghĩ tới, mình vẫn phải tìm là mình, nếu mà mình vẫn nghĩ có sự trào ngược á, thì mình đồng ý mình vẫn có thể làm cái phim VCUG được. Tuy nhiên cái trường hợp này mình thấy là nó không nhiều, và nếu mà nó có trào ngược thì nó chỉ trào ngược một bên thôi ha. Thì đồng ý mình vẫn có thể làm cái phim VOC, nhưng mà cái tiếp theo mình cần làm nữa là gì? Mình sẽ làm thêm cái phim DMSA để mà mình tầm soát cái sẹo thận, đồng thời mình đánh giá chức năng thận ha. Thành ra tùy vào từng trường hợp trên lâm sàng thì mình sẽ phải, và mình sẽ phải phối hợp, mình bàn luận với bác sĩ ngoại niệu để mà mình đưa ra cái chẩn đoán, và mình đưa ra cái mình đưa ra cái chẩn đoán, tức là cái bệnh cảnh nào mà mình nghĩ nhiều nhất, thì từ đó mình mới biết mình đề nghị cái cận lâm sàng nào, cái chẩn đoán hình ảnh nào. Còn cái lưu đầu này nó đưa vô á, tức là nó khiến cho mình sẽ rất là rối, tại vì trên thực tế lâm sàng sẽ có những trường hợp mình thấy nó nằm trong cái tình huống này, nhưng mà rốt cuộc người ta lại làm cái khác ha, thì nó sẽ rất là rối. Cái này nó chỉ là một cái cơ bản tiếp cận ban đầu thôi, còn mọi thứ mình phải dựa vào trên cái từng bệnh cảnh của từng trẻ nữa. Chứ còn mình không thể nào mà mình cứ ôm khư khư vô cái lưu đồ này được. Lưu đồ này nó chị cũng lấy từ trong sách giáo khoa ra, nhưng mà thực sự là mấy lần chị mà biện luận theo cái lưu đồ này á, chị thấy chị biện luận nó không có ra. Rồi thì chị trả lời như vậy, em thấy có được chứ, em còn thắc mắc gì nữa không? Dạ em hiểu rồi. Với lại chị cho em hỏi là cái DMSA ấy, chị, là mình sẽ đánh giá cái sẹo thận, nghĩa là sau cái đợt nhiễm trùng tiểu này là 4 đến 6 tháng. Nhưng mà em thấy có cái câu ở dưới là nó cũng ghi là để đánh giá vị trí với lại độ bắc xạ có thể thực hiện trong đợt nhiễm trùng tiểu, thì tức là có cái trường hợp nào mà trong trường hợp trong cái điều tức là trong mình, đợt đó mình làm. Nếu mà mình cần phải đánh giá liền cái chức năng thận tại thời điểm đó đó, thì mình chụp cái phim DMSA tại thời điểm đó luôn vẫn được. Còn người ta nhấn mạnh là nếu mà để mà mình đánh giá cái sẹo thận đó, thì mình nên có một cái khoảng thời gian cách khoảng ra, thì mình chụp thì nó mới chính xác hơn.
thì phần lớn trên lâm sàng ấy, ít khi người ta chụp luôn liền lúc đó, mà phần mà hầu hết là người ta sẽ cho bệnh nhân về là người ta hẹn từ sau 6 tháng mới chụp để cho nó ổn định hết cái tình trạng mà nhiễm trùng tiểu á ha, chứ mình không có chụp liền. Rồi, còn ai thắc mắc gì nữa không? Có bạn thắc mắc cho phần chat đó chị. Nếu bé này nhập viện có kèm thêm thiểu niệu thì ở chẩn đoán sơ bộ mình có cần chẩn đoán phân biệt với viêm cầu thận cấp không? Tại vì bé có thiểu máu. Bây giờ á, ha, mình cũng phải ôn lại cái bài viêm cầu thận cấp. Viêm cầu thận cấp cái triệu chứng nó tiểu máu của nó là như thế nào? Ha, mình phải hình dung là cái tiểu máu á, không phải cứ tiểu máu là mình nghĩ viêm cầu thận cấp ha. Tiểu máu trong giống như nãy chị nói đó, khi mà xác định có một tình trạng là nước tiểu nó có màu đỏ ha, thì bước đầu tiên mình phải cần phân biệt được á, cái tình trạng này có phải là tiểu máu hay không. Tiểu máu định nghĩa là có hồng cầu trong nước tiểu ha, hay là nước tiểu đỏ này là do những cái nguyên nhân khác, ví dụ như là tán huyết hoặc là do thức ăn vân vân, hoặc do thuốc ha. Thì sau khi mà mình loại trừ những cái nguyên nhân do tán huyết, do thuốc, do thức ăn, và mình có bằng chứng là trên tổng phân tích nước tiểu là có blood trong nước tiểu ha, thì chứng tỏ cái này là một cái tiểu máu. Bước tiếp theo mình sẽ phân biệt được cái tiểu máu này, cái vị trí xuất phát nó gây tiểu máu đó là nó ở đâu trên cái đường tiết niệu ha, tức là mình rà từ cái thận, cái niệu quản, cái bàng quang và cái niệu đạo, thì người ta sẽ phân ra làm hai khu ha. Người ta nói là khu thận và những cái không phải không liên quan tới thận, tức là bao gồm niệu quản, bàng quang và niệu đạo. Thì để mà phân biệt được cái khu đó đó thì người ta sẽ làm thêm một cái bước là soi cặn lắng nước tiểu ha. Nếu như mà mình soi cặn lắng nước tiểu mình thấy á, là nó có trụ ha, có hồng cầu biến dạng này, có trụ hồng cầu, trụ bạch cầu gì đó, thì mình sẽ nghĩ nhiều cái nguyên nhân tiểu máu này nó xuất phát từ từ cái cầu thận. Còn nếu như mà soi cặn lắng mình thấy nó không có những cái triệu chứng đó, mà nó chỉ đơn thuần là nó có hồng cầu thôi, thì nguyên nhân tiểu máu này nó xuất phát từ không phải từ cầu thận ha, tức là nó có thể từ niệu quản, từ bàng quang và từ niệu đạo. Thành ra đối với cái bệnh án này nè ha, thứ nhất cái tính chất tiểu máu của nó là nó không phải là tiểu máu toàn dòng, mà nó tiểu máu ít dây máu, trên tổng phân tích nước tiểu của nó là có blood ha, rồi trên soi cặn lắng của nó đó là nó không có hồng cầu biến dạng, nó cũng không có trụ gì hết. Thành ra cái nguyên nhân tiểu máu này mình nghĩ nhiều của nó là không phải từ cầu thận, tức là từ ba cái cơ quan còn lại, từ niệu quản, bàng quang và niệu đạo. Thì trong ba cái cơ quan đó thì cái nguyên nhân mình thấy nó phù hợp nhất là cái bàng quang ha, là tại vì thứ nhất cái tính chất tiểu máu này nó cũng phù hợp, cái thứ hai là cái siêu âm ha, nó gợi ý một cái tình trạng viêm bàng quang, và cái thứ ba cái tính chất rối loạn đi tiểu nữa ha, tất cả những cái đó nó hỗ trợ khiến cho mình nghĩ tới cái vị trí tiểu máu lúc này là do cái viêm bàng quang. Thì trong cái viêm bàng quang khi mà nó tổn thương cái thành bàng quang á, nó cũng có gây những cái, đôi khi nó tổn thương tới những cái mạch máu ở thành bàng quang ha, những cái mao mạch đó đó, thì nó cũng sẽ gây xuất huyết một lượng ít. Tuy nhiên mình sẽ thấy là nó chỉ lượng ít thôi, nó không có nhiều và nó không có kéo dài. Thành ra cái mà chẩn đoán đối với bé này á, cái nhìn cái tiểu máu này nè, mình không thể nào nghĩ là cái tiểu máu do viêm cầu thận cấp được nha. Thành ra mình không cần chẩn đoán phân biệt cái viêm cầu thận cấp ở bé này, cho dù nó có kèm theo thiểu niệu. Nếu mà đứa này có kèm theo thiểu niệu thì cái mình cần nghĩ á, là nó có bị suy thận gì hay không, chứ mình không có nghĩ tới viêm cầu thận cấp nha em. Rồi còn ai thắc mắc gì nữa không? Dạ, chị ơi, cho em hỏi là mình có thi hướng xử trí không chị? Thì tôi nói chung là xong cái bài hôm nay xong chưa, rồi để chị nói luôn về cái hình thức thi nữa. Dạ, chị ơi, cho em hỏi là vậy cái van niệu đạo sau á, thì bé nó vẫn có khả năng là bị nhiễm trùng tiểu dưới hay là nhiễm trùng tiểu trên đúng không chị? Đúng rồi, cái van niệu đạo sau á là nó khởi phát là ở đường tiểu dưới. Tuy nhiên nếu như mà mình điều trị không có triệt để á, mình điều trị không tới á, thì vi khuẩn nó rất là dễ
trào ngược lên, tại vì những van điệu đạo sau nó rất nó thường hay kèm theo trào ngược bàng quang điệu quản á, thì lúc này nó sẽ đưa cái vi khuẩn từ đường tiểu dưới nó đưa lên trên và nó gây nhiễm trùng tiểu trên luôn, thậm chí là nó có những cái biến chứng áp xe thận hoặc suy thận hoặc là gây nhiễm trùng huyết luôn. Thành ra những cái cơ địa đó mình cần phải chú ý, mình điều trị triệt để cái nhiễm trùng tiểu cho nó. Dạ, vậy cái nhiễm trùng tiểu dưới mà cho cái van niệu đạo sau này thì nó cũng có thể biểu hiện siêu âm là có ứ thận hai bên hay giãn niệu quản hai bên không chị? Ừ, thì đó hôm nãy chị nói luôn đó là cái bệnh cảnh mà mình thấy á, là nó mang tính chất là hai bên, tức là niệu quản giãn ngoằn ngoèo hai bên này ha, rồi thận ứ nước hai bên. Thì em nhìn thấy cái siêu âm đó thì cái mà mình liên tưởng nhiều nhất á, là do cái van điều đạo sau, nhất là nếu mà mình thấy bé này bé trai nữa ha, thì cái mà chẩn đoán đầu tiên mình dễ nghĩ nhất á, là cái van điều đạo sau, tại vì nó tắc nghẽn cái chỗ đường ra của bàng quang ha, nó tắc nghẽn chỗ đó, nước tiểu nó không thoát ra ngoài được, thành ra buộc lòng của nó là nó sẽ thời gian đầu nó bị ứ ở trong bàng quang, nó gây bàng quang kích thích, rồi về lâu về dần nó đi nó sẽ nó đi ra ngoài không được, thì lúc này nó sẽ trào ngược lên trên nha. Dạ em cảm ơn chị ạ. Rồi có Thảo Vy hỏi tại sao phải hỏi tiền căn táo có món ở trẻ em có nhiễm trùng tiểu, tại vì nó là cái yếu tố nguy cơ. Những trẻ nào mà táo bón nhiều hoặc là có rối loạn về chức năng đi cầu á, thì nó gợi ý tới những cái bệnh bệnh liên quan tới về cơ vòng ha, cơ cơ vòng cơ trơn nói chung, liên quan bao gồm cả hậu môn nè, liên quan cái bàng quang ha, cụ thể là những cái bệnh về đám rối vùng cùng cục á, thường gặp ở những trẻ mà có cơ địa, ví dụ như là thường là nó sanh ra nó bị có một cái khối u ở vùng cùng cục ha, người ta hay gọi là thoát vị tủy màng tủy á ha, thì những trẻ đó đó nó sẽ gây rối loạn về cơ vòng, bao gồm cả là nó sẽ bị táo bón nè, hoặc là nó bí tiểu, tức là nó hoặc là nó bị tiêu tiểu không tự chủ ha, tất cả những cái triệu chứng về rối loạn cái đó đó. Thì mình hỏi tiền căn để làm gì, để coi những cái trẻ nào mà nó có rối loạn kèm theo cả về cái đường hậu môn á ha, thì nó gợi ý một cái bệnh cảnh, nó gợi ý cái bệnh cảnh về toàn thân nhiều hơn, nó gợi ý về những cái tổn thương ở đám rối cùng cục. Rồi và cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những trẻ nào mà nó táo bón, nó tắc nghẽn ở trong cái đó nhiều á, thì nó cũng có, nếu mà nó táo bón nhiều quá nó ha, nó có thể gây tắc nghẽn cái nó có thể chèn ép, ví dụ như là cái chỗ mà trực tràng á ha, trực tràng và đại tràng xích ma, nếu mà nó ứ phân nhiều quá nó có thể chèn ép lên cái bàng quang, và lúc này nó làm cho cái bàng quang nó bị kích thích, và nó cũng sẽ là một những cái yếu tố nguy cơ khiến cho trẻ cứ bị nhiễm trùng tiểu tái đi tái lại hoài. Thành ra đôi khi những cái trường hợp á mà mình điều trị táo bón á thì trẻ nó cũng sẽ giảm bớt cái nhiễm trùng tiểu tái phát á. Rồi còn ai thắc mắc gì nữa không? Chị ơi, cho em hỏi nữa là cái mà nhiễm trùng tiểu hay gặp, cái tác nhân mà gây nhiễm trùng tiểu hay gặp trong viên van niệu đạo sau thường là con gì vậy chị? À, người ta không có phân biệt nhiều về những cái tác nhân ở cái vị trí đó. Phần lớn nó cũng là những cái trực khuẩn gram âm thôi. Thường gặp nhất vẫn là E. coli. Còn những cái tác nhân mà mình cần lưu ý á, ví dụ như những cái cơ địa mà nó có gắn van, tại vì ví dụ những trẻ mà nó bị thận ứ nước nhiều á, đôi khi người ta xẻ cái thận hoặc đôi khi người ta đặt cái xâm gg ở trong đó, thì cái nguy cơ của nó có thể do nó có thể gây những cái nó có thể bị nhiễm những cái con vi trùng, đặc biệt nhất là con trực khuẩn mủ xanh Pseudomonas hoặc là những cái con vi trùng bệnh viện như là Acinetobacter, thì những cái con đó mình cần lưu ý. Chứ còn về cái cơ địa mà van niệu đạo sau á, thì người ta cũng không có thống kê là vi trùng nào thường gặp hơn những vi trùng nào cả. Dạ em cảm ơn chị. À với có mấy câu hỏi mấy bạn đặt của bài trước đó chị. Dạ, mấy bạn nhờ chị giải thích luôn đó. Đâu giờ đâu rồi, chị đâu có thấy được cái câu hỏi nào của bài trước đâu.
Hỏi lại đi. Hỏi lại đi để chị cắm sạc pin đó lại đi. Alo, bữa bạn nào hỏi đó rồi hỏi lại đi. Dạ, alo chị ơi. Ừ. Ý là em đọc slide ấy, chị thấy cô ghi là hiệu giá, cái kháng thể kháng gas ấy, chị có hiệu giá thấp hoặc âm tính khi đã dùng kháng sinh, và dương tính thì mình cũng không loại trừ viêm thận như tác nhân khác á. Nên em thắc mắc là nếu mà bệnh nhân vừa có ASO dương tính nhưng có thể viêm cầu thận cấp do nguyên nhân khác thì mình có cần làm xét nghiệm ASO mà. Em đọc lại cái câu hỏi của em đi. Nếu mà bệnh nhân gì? Dạ, vừa có xét nghiệm ASO dương tính nhưng nhưng mà theo cô em thấy slide là vẫn không loại viêm thận do tác nhân khác, vậy thì mình có cần làm xét nghiệm ASO không chị? Cái mà ASO á là nó bản thân của nó là cái kháng thể, tức là nó thể hiện cho mình cái chuyện là nó đã từng từng nhiễm trước đó, và lúc này là cái kháng thể nó tăng lên thì chứng tỏ là nó đang, tức là kháng thể nó vẫn còn hoạt động, nó lắng động ở những cái vị trí cơ quan khác. Thành ra ở trong cái giai đoạn mà khi mà mình thấy là nó có tổn thương tại thận á, thì trong cái dạng giai đoạn tuần lễ đầu á, thì mình nên làm cái ASO. Thì khi mà nó, nếu mà nó dương tính thì nó chứng tỏ cho mình là cái trẻ này nó đã từng có nhiễm cái liên cầu, và bây giờ nó đang có kháng thể liên cầu nó tăng cao trong cơ thể. Tuy nhiên á, cái này nó không có cái ASO này nè, nó vẫn, tức là bản thân nó là kháng thể thì nó vẫn, tức là những một số những cái con khác mà nó có cấu trúc giống như cái con liên cầu á, thì nó cũng có thể làm tăng ASO giả tạo lên. Thì lúc đó thành ra cái câu của cô là vẫn có thể là do những cái tác nhân khác là như vậy. Tuy nhiên nếu như mình thấy cái bệnh cảnh của đứa trẻ này nó biểu hiện là một giống điển hình của một cái viêm cầu thận cấp, thì mình có thể khẳng định được cái chuyện mà ASO dương tính này là do con liên cầu, và nó phù hợp với cái bệnh cảnh này của mình. Rồi, còn cái mà em hỏi nếu như mà bệnh nhân nó đã có ASO gì, bệnh nhân mà nó đã có ASO dương tính rồi đó hả? Chị vẫn chưa có hiểu cái câu hỏi của em lắm. Dạ không, ý em hỏi là nếu mà cái xét nghiệm đó mà nó vẫn ra ASO dương tính, bản thân mình cũng nghĩ do là có liên cầu mà vẫn có thể là nó do cái nguyên nhân khác, vậy mình cái ASO nó có nhiều cái giá trị không để mình làm xét nghiệm nó không á chị? Có chứ em, tức là nó vẫn có giá trị, mình vẫn cần phải làm nó chứ. Tuy nhiên á, nó sẽ chỉ có giá trị trong cái một cái khoảng thời gian nhất định, tức là giống như chị nói là nó trong cái khoảng tuần lễ đầu thôi. Còn những cái trẻ nào mà mình thấy nó đã vô, nó đến với mình á là qua cái tuần lễ thứ hai, hoặc là đôi khi là bệnh cảnh của nó là một, đúng là một cái viêm cầu thận nhưng mà nó diễn tiến rất là chậm chạp, nó không có diễn tiến nhanh ha, và nó đến với mình ở cái thời điểm mà đã qua tuần lễ thứ hai thứ ba rồi đó, thì lúc này mình làm ASO nó không còn cái giá trị, nó không còn cao nữa. Tại vì hả, mình lúc làm lúc này nó kháng thể nó cũng không có tăng cao
ra người ta mới nói là không, đôi khi không cần thiết làm ở thời điểm đó, hoặc là đôi hiện tại trong bệnh viện luôn ha, là bây giờ rất là ít làm, tại vì bây giờ nếu như mà nó tăng á thì đúng là nó hỗ trợ chẩn đoán được cho mình, tuy nhiên nếu mà nó không tăng á thì mình cũng chẳng có loại trừ được, tại vì có thể là nó đã bị nhiễm từ cái tuần trước đó. Thành ra phần lớn bây giờ hiện tại người ta không phải là người ta bỏ luôn cái xét nghiệm đó, nhưng mà mình phải hiểu được cái giá trị của nó tại thời điểm nào thì mình cần thiết mình làm, và khi nào mà nó tăng hay nó không tăng á, mình phải biết giải thích được. Được chưa ta? Chị không biết chị giải thích vậy em có hiểu, em có hình dung được không? Dạ em hiểu rồi chị, em cảm ơn chị. Rồi còn ai thắc mắc gì nữa không ha? Bây giờ cái hình thức thi á, giờ ủa bây giờ là tụi em có biết cách để mà chia cái group ra được không? Ví dụ như chị muốn chia nhóm tụi em ra thành 4 tới 5 group á, mỗi group cỡ chừng 20-30 người á, thì bây giờ mình làm sao? Giám trưởng có biết không? Dạ cái này em cũng không biết chị. Tức là mình chia ở trên team nè. Tại hôm bữa chị đi 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 học tập huấn á, thì chị thấy là có nói về cái vấn đề đó, tức là mình có thể chia là nhiều group rồi để cho tụi em vô trong cái group đó, rồi mỗi người sẽ thảo luận một cái vấn đề đó rồi nộp bài lại, rồi trong khoảng thời gian ví dụ như là chị giờ quy định là trong nửa tiếng đó thì tụi em phải nộp lại, còn nếu tụi em nộp trễ hơn cái thời gian đó là không có nhận bài. Thì bữa chị đang tìm hiểu cái cách chia group đó, nhưng mà bây giờ sao chị thấy ở trên đây nè, ví dụ như bây giờ mình đang 160 mấy người nè, bây giờ chị lại không tìm ra được cái chỗ để chia group, thành ra chị không biết bữa sau á là mình sẽ phải làm sao nữa. Chị thì chị muốn là bữa đó đó là chị sẽ soạn chừng 4-5 cái đề đó, rồi chị sẽ đưa vô từng group rồi tụi em sẽ làm ha. Thì mình sẽ được mở thoải mái, nói chung là tụi em mở thoải mái, mà quan trọng nhất là tụi em làm, tụi em biện luận được những cái gì mà mình đã học, rồi tụi em nộp bài lại trong cái khoảng thời gian quy định. Thì chị sẽ quy định khoảng chừng nửa tiếng hoặc 45 phút gì đó thì tụi em gom bài lại nộp cho chị. Thì bây giờ tụi em có hình dung ra được cái mình sẽ làm như thế nào để hình được không, chứ còn giờ chị không tìm thấy cái chỗ chia group nữa rồi. Còn mấy trại khác tụi em thi làm sao? Dạ tụi em mới được thông báo là thi ở khoa với lại nội tổng hợp thì tụi em được tạo vô một cái group ở trên Zalo, thầy sẽ gửi đề trên đó cho tụi em làm nó an chụp gửi lên cho thầy. À vậy hả, tụi em phải tạo trên group khác hả, tạo trên Zalo chứ còn ở trên đây đâu có tạo được đâu hả? Ồ như vậy thì cũng đâu có khác gì đâu ta. Em không biết tại vì ở đây em thấy là cái bên là nó còn nhóm cái này phải giống chị nói. Thôi bây giờ nói chung là cái hình dung là mình sẽ là như vậy á. Thì giờ đi chị về chị coi lại cái hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams này, coi nó có cái chia được như vậy hay không. Rồi bữa sau chị sẽ thông báo lại cho tụi em, giờ mình từ giờ đến đó mình còn tuần lễ đúng không? Rồi, còn tụi em á, thì bây giờ nhóm trưởng ha. Thì nhóm trưởng chia ra cho chị trước đi. Để coi bây giờ mình tổng cộng sĩ số là 153. Thì em chia cho chị ra 5 nhóm nha. 5 nhóm, mỗi nhóm 30 bạn. Dạ thầy ơi, tức là sĩ số gốc đó, tổng cộng mấy bạn là 166 bạn, nhưng mà có một bạn khoảng thi lâm sàng. Còn mấy bạn đi chống dịch nữa, ủa vậy mấy bạn đi chống dịch thì sao ta? Dạ chị ơi, em có nghe nhà trường sinh hoạt với mấy bạn đi chống dịch là
Khi nào mà mấy bạn nếu như mấy bạn thi được đợt 1 á, thì mấy bạn thi luôn, còn mấy bạn không thi được á, thì sẽ thi lần 2 lấy điểm lần 1, hoặc là nếu như mà vẫn còn một lượng đông á, thì trường sẽ tổ chức thêm một buổi riêng cho mấy bạn thi. Dạ. Bây giờ em hỏi nguyện vọng của mấy bạn nó có muốn thi đợt này luôn không? Rồi với lại bữa giờ là có nghe lại bài hay là có theo dõi bài không? Để chị tính luôn. Rồi nếu như mà thi đợt này luôn á thì đưa cho chị cái danh sách ha, tổng cộng đợt này là bao nhiêu, đưa cho chị những danh sách mà chính thức tới bữa đó thi. Còn nếu như mà những bạn nào mà theo không kịp muốn thi đợt 2 đó thì cũng lập cho chị cái danh sách luôn nha. Rồi bây giờ vậy là nếu như vậy là khả năng ha, nếu mà tối đa của mình là khoảng 160 mấy bạn đó ha, 165 hả? Đúng vậy. Tức là tối đa của mình là được 165. Thì cũng vậy, em cứ chia ra làm 5 nhóm đi ha. Nói chung để chị sẽ soạn 5 cái đề. Rồi nhiệm vụ của nhóm trưởng á, là chia cho chị 5 nhóm tương đối đầy đủ số lượng các bạn ha. Rồi tới bữa đó thì chị sẽ cung cấp đề cho tụi em. Thì tụi em nói chung là mình cũng không có gì phải áp lực nặng nề gì hết. Tụi em cứ làm theo những cái gì mình đã học thôi. Rồi chị cho mở tài liệu thoải mái. Chỉ có cái là tụi em đừng có chia sẻ bài cho nhau. Rồi copy paste thì những cái đó là chị nhìn. Tất nhiên nhìn copy paste là nhìn biết liền rồi ha. Thành ra mình đừng có làm những cái đó. Mình đã thi online là mình đã thiệt thòi rất là nhiều. Thành ra mình phải cố gắng mình trung thực nha. Rồi sau khi mà làm xong khoảng thời gian rồi á, thì nộp bài lại cho chị. Rồi để chị tổng kết điểm ngày hôm đó luôn. Là cái kế hoạch là như vậy. Vậy mình thống nhất như vậy đi ha. Rồi hình thức tới lúc đó sử dụng như thế nào á, thì để chị sẽ thông báo sau. Còn nếu như mà cái tình huống mà không tìm ra được cái cách chia group chia nhóm gì đó thì chị sẽ gửi hẳn 5 cái đề cho nhóm trưởng luôn. Rồi em cứ phân chia 5 đề cho 5 nhóm. Rồi làm xong rồi nộp lại cho chị ha. Nói chung là cái quan trọng nhất là mình học được cái gì thôi, chứ còn thi nó chỉ là hình thức thôi, để mình đánh giá lại về cái khả năng hiểu của tụi em thôi. Rồi mình còn thắc mắc gì nữa không ha? Dạ mình dạ. Nhóm cho được chị, cho nó dễ chia chị. Thầy 4 lớp 4 nhóm dễ chia. 4 nhóm ha, được. Nếu vậy thôi chia 4 nhóm đi. Chia 4 nhóm, chị soạn 4 cái đề thôi. Được. Rồi, vậy thống nhất vậy ha. Dạ chị ơi, nội dung thi là không có thi hướng sĩ trí hả chị? Hả? Có, để từ từ. Mình sẽ thi tới hướng sĩ trí và phần theo dõi luôn nha tụi em ha. Chị không bắt buộc mà mình phải ghi ra đúng tên thuốc hay là liều lượng thuốc gì hết, chỉ cần ghi nêu hướng xử trí, tức là ví dụ như nãy giờ giống như những cái gì chị dạy á ha. Ví dụ như nhiễm trùng tiểu thì em phải nêu ra được nhiễm trùng tiểu trên, em phải nêu được là cho trẻ nhập viện, chích kháng sinh tĩnh mạch gì đó bla bla, rồi theo dõi như thế nào bla bla ha. Mình chỉ cần nêu những cái mà cái hướng xử trí quan trọng, không cần nêu chi tiết thuốc, không cần nêu chi tiết liều lượng, được chưa ha? Rồi còn ai thắc mắc gì nữa không? Là mình sẽ thi vô cái đúng cái thời gian của buổi học tuần sau luôn hả chị? Đúng rồi. Ủa chứ tụi em còn buổi nào nữa đâu. Tuần sau, buổi sau nó là hết đúng không? Bữa sau của chị hình như là thứ sáu hay sao á. Dạ sáng thứ sáu chị. Rồi, còn em thắc mắc gì nữa không? Dạ chị ơi, cho em hỏi cái bệnh án tuần trước đó chị, lúc mà đề nghị cận lâm sàng mình có làm luôn cái test HPV, HCV, HIV với lại làm cái kháng thể lupus ở trẻ đó không chị? Bệnh án tuần trước là bệnh án viêm cầu thận cấp đúng không? Dạ đúng rồi. Thì viêm cầu thận cấp đó, thì cái nguyên nhân quan trọng nhất là em đang nghĩ nguyên nhân gì. Ví dụ như
hội chứng thận hư á, thì nó nguyên nhân nó thứ phát có thể sau cái viêm gan B, C thì mình đồng ý mình sẽ làm cái đó. Còn đối với viêm cầu thận cấp á, thì nguyên nhân đó là rất là ít. Chủ yếu á, cái mà mình lo lắng là cái lupus. Thành ra nếu như mà em nghĩ cái viêm cầu thận cấp này có thể nằm trong cái bệnh cảnh lupus á, thì mình sẽ đề nghị làm thêm cái C3, C4, là anti-TNA. Còn nếu như mà thấy nó không có gì gợi ý hết thì thôi mình có thể không cần làm. Còn đối với hội chứng thận hư đó, ha, thì những cái xét nghiệm viêm gan BC đó là những cái xét nghiệm người ta gọi là giờ phải tầm soát thường quy luôn đối với những trẻ mà hội chứng thận hư lần đầu ha, tức là lần đầu mình tầm soát. Còn đôi khi những cái lần thứ phát hay là lần 2, lần 3 gì đó, đôi khi mình sẽ không cần phải làm lại nữa. Dạ em cảm ơn chị. Ừ. Rồi, còn em thắc mắc gì nữa không? Rồi, cái mà chẩn đoán viêm cầu thận cấp, cái dòng thứ tư, cái tiêu chuẩn thứ tư là loại trừ, là chẩn đoán phân biệt là bắt buộc, có nghĩa là trước khi mà chỉ khi nào mà mình làm cái sinh thiết thận ra thì mình mới không cần phải chẩn đoán phân biệt, không lúc nào trong cái phần chẩn đoán của mình cũng phải kèm với cái chẩn đoán phân biệt, đúng không chị? Em hiểu vậy, em biết đúng không? Ờ, đúng rồi, không, nhưng mà ý là không cần phải viết ra, tức là trong đầu mình á, lúc nào mình cũng phải có những cái chẩn đoán phân biệt trong quá trình mình điều trị, theo dõi đáp ứng rồi theo dõi diễn tiến của nó. Lúc nào mình cũng tức là bây giờ hiện tại mặc dù mình đang điều trị viêm cầu thận cấp đi, nhưng mà khi mà mình thấy nó diễn tiến nó không phù hợp, nó không đúng, thì lúc đó mình phải đi tìm, mình phải lo đi tìm những nguyên nhân khác liền ha. Cái ý của cái câu đó là vậy, chứ mình không được tức là mình không được an tâm, mình không được chấp nhận cái đó, một cái chẩn đoán duy nhất đó, thì sau này mình sẽ rất là dễ bị bỏ sót các bệnh, và mình dễ bị bỏ sót những cái biến chứng nữa. Dạ chị ơi, vậy cái bài thi của mình là mình viết ra giấy mình chụp lại nộp hay là mình làm Word chị? Cái đề chị sẽ soạn Word rồi chị gửi cho tụi em, xong tụi em sẽ download cái Word đó về, rồi tụi em sẽ điền tiếp tục vô trong cái bài Word đó luôn. Rồi tụi em save lại rồi nộp lại cho chị. Và mình nộp theo từng từng group, từng nhóm nha, để cho đừng có bị lạc mất bài. Dạ em cảm ơn chị. Rồi trước mắt thì mình sẽ phát thảo cái buổi đó là như vậy đi, rồi sẽ còn nảy sinh ra những vấn đề đó ha, thì trong một tuần này để chị suy nghĩ, rồi có gì chị sẽ phổ biến cho tụi em thêm. Còn tụi em nếu mà có thắc mắc hay là có đặt câu hỏi gì đó thì cứ viết lên trên chat box, rồi chị nếu để chị coi thì chị sẽ trả lời sớm nhất cho tụi em. Rồi thì được chưa ha, nên mình kết thúc buổi học hôm nay nha. Dạ chị ơi, cho em nói cái phòng á chị. Là cái này là nếu mà chị là vừa bắt đầu học thì sẽ được phân phòng á. Tức là bữa đó chị là người bắt đầu cuộc họp hả? Dạ. Rồi sao nữa? Là chị chia ngay từ lúc đó luôn á hả? Dạ, tại vì khi mà bắt đầu cuộc họp thì mình sẽ có một cô nào học đó mình sẽ cho mình. Ủa sao bên em nói bị ngắt quãng á, chị hết nghe được rồi. Dạ alo chị nghe chị. Tức là lúc mà bắt đầu cuộc họp rồi sao nữa? Rồi chia phòng ngay tại thời điểm đó luôn hả? Dạ. Ừ. Để chị cũng nhớ là có thấy cái chỗ đó. Ừ. Thì nếu mà được á, ủa nhưng mà vậy là chị sẽ là người chia nhóm hả? Làm sao mà bây giờ chị biết cái danh sách rồi sao mà chị chia, làm sao chị biết danh sách để mà chị chia được? Thì có thể là bữa đó có thể là em chia phòng. Ừ, hoặc là em chia hẳn cho chị 4 phòng luôn đi. Rồi tới bữa đó đó, chị vô từng phòng. Rồi chị đưa cái đề xong rồi thì sao nữa ta, chị thoát ra, chị vô tiếp cái phòng thứ 2.
chị đưa cái đề xong chị thác ra. Rồi nói chung là chị sẽ làm như vậy 4 phòng, xong rồi chị quy định cái thời gian. Rồi tới giờ đó thì tụi em tổng kết mail là tụi em gửi cho chị. Vậy được không? Dạ, cái này để em. Tại vì em cũng làm lắm. Thôi nói chung là trong một tuần này thì tí suy nghĩ lại với lại hỏi thêm các khoa khác coi hình thức thi như thế nào. Chị giờ tới hiện tại chị cũng chưa hình dung ra được là mình sẽ nói chung về máy móc thôi. Còn về cái nội dung này nọ thì chị đã chuẩn bị hết trơn rồi. Giờ mọi thứ chỉ chờ máy móc hỗ trợ. Còn nếu mà tình huống cuối cùng mà thấy rối quá, tại vì cũng có nhiều thầy cô nói là lúc mà tụi em đọc bài á, thì người thì nói mạng bị nghẽn, rồi người thì nói máy thế này thế kia á, thì thành ra nộp rất là trễ. Thành ra những cái trường hợp đó không biết giải quyết làm sao. Thành ra chuyện mà thi trên online là phải chấp nhận những cái tình huống đó thôi. Thì bây giờ tình huống mình nếu mà xấu nhất mình không có thống nhất ra được cái cách nào để thi cho nó đúng thì chị cứ sẽ gửi, cuối cùng chị sẽ gửi đề cho tụi em rồi tụi em tự làm trong một cái khoảng thời gian đó đó ha. Thì quan trọng nhất là tính trung thực thôi, là tụi em nộp lại cho chị. Chị sẽ cho cái khoảng thời gian để tụi em nộp lại. Rồi, vậy ha, trước mắt là bây giờ hiện tại là như vậy. Rồi tụi em có cái thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì mình kết thúc cái buổi hôm nay ha. Dạ, tại lớp em cũng có thắc mắc rồi chị. Rồi, ok. Chị chào tạm biệt tụi em ha. Hẹn gặp lại tụi em trong buổi sau nha. Bye bye. Dạ, tụi em cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều ạ.